Ok. Ok. Đúng 10 giờ rồi. Ok thì sẵn anh lên đây thì cũng nói một vài lời về anh ơi. Tôi không biết làm sao nhưng mà lúc này mình thấy cái thời tiết á với lại cái nó coi như là thiên nhiên á hay bị sét đánh mà mình người Việt mình hay hay nói là trời đánh. Thì đầu tiên thì đầu tiên ngày hôm qua đây mới nghe một cái vụ gọi là ở bên Cuba. Xét Ok. đánh thì nó cháy một cái mấy cái thùng chứa dầu của rất là lớn của sáu cái thùng nơi cái bể chứa dầu của Cuba và hiện giờ người ta không dập tắt được và người ta coi như là đang gọi kêu gọi tất cả mọi người vào để giúp đỡ thì cái chuyện đó mình cũng không nói và bây giờ nó sợ nó cháy lây lan thì người ta cách ly đó hoặc là người ta làm sao mình cũng không biết được cái điều đó mình cũng không có. Nhưng mà nó cũng có một cái chuyện nữa ở ông bà ta thường thường ở Việt Nam mình á nó có một cái câu rất rất là vui mà hầu như là cái câu mà nguyền rủa đó cái câu nguyền rủa Đúng đó rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, trời có đánh nghĩa mày là bà, mày trời mày ăn gian nói dối mày tàn ác mày nhẫn tâm mày làm cái gì mày xấu xa của người mà mày không có làm là mày ra đường của chừng mày trời đánh mày đó cái câu đó là cái câu độ cái câu cửa miệng của người Việt Nam rồi. Đúng mà rồi, trong Nam đó đô trong Nam á trong đúng người Việt rồi, Nam mình hình ra mày mà ra đường á là xe nó trời đụng mày đánh hoặc là mày, không mà đúng trời rồi, đánh mày cho trời mày đánh chết mày, á trời là đánh thì mày, Việt nói Nam trời nó đánh. cũng cũng trời Việt Nam thì cũng nghe nói ở Hà Giang gì đó từ trong cái lúc Đúng mà rồi, trời mưa thì đánh chết mấy con bò vậy là con bò đúng nó rồi, có tội à vậy là con đúng bò nó có tội à. Nó ăn cỏ quá nhiều hoặc là nó ăn mà nó không có chịu cày đương nhiên trời đánh nó rồi ok còn một cái điều nữa nè anh à ta nghe cũng thông tin là coi như ở Nhà Trắng ở Washington DC cũng ngay chỗ trong Nhà Trắng bị sét đánh và bị chết ba người thì mình mới buồn cười đây là cà khịa nha nói trước đàng hoàng để tỏi anh đó nó không đánh đâu hết mà tại sao đánh ngay cái không Nhà anh, Trắng không anh, không ôi không kỳ anh thì vậy chứ không hả anh thì tôi nghĩ thế này nữa nha, thì sẽ đánh bằng đánh tất cả mọi nơi anh, đúng nhưng mà rồi tôi nghĩ là cái Nhà Trắng là tôi nghĩ là đây là lần đầu tiên mà xét đánh đó mà người ta ghi được hình ảnh, đúng rồi mà đánh như vậy đó là coi như là đánh cật, nếu mà nói đúng là đánh của Trà Thanh đó, ta, Nhà Trắng đó là không có đánh như vậy, nhưng mà nó đánh cật quang bên này cái trúng ba ông Nhà Trắng chết quẹo mà thiệt đó. Anh đúng biết rồi không anh, cái câu chuyện đục mưa đó là tôi nghĩ người Việt Nam đục mưa rất là giỏi, người ta đục có ta là vô cái nhà nào nó thấp đứng ngay mà mái hiên vậy, vô cái nhà nào thiệt thấp vô nó ta đục đó. Ai đời mà người ta đục ở dưới cái cây ấy, miền Nam mình người ta đục đục mưa là mình đục mưa từ hồi nhỏ là mình biết mình đục đúng mưa, rồi tức vô là cái nhà một cái mấy nhà cái nhà vô cái gần nhất hiên nhà người ta đứng trước cửa hiên nhà người ta không có bây giờ mình đâu có mà mấy người thì đánh thì như thế này này, Nhà Trắng là một cái dinh thự rất là quan trọng của Hoa đúng rồi Kỳ và thế giới, bậc nhất của thế giới đúng rồi rất là thì tôi không biết mấy cái tòa khác tôi không biết nhưng tôi không mà biết là tôi cứ theo cái truyền miệng của người Việt Nam và tôi lấy cái tiêu chí của người Việt Nam tôi phán đoán là bởi vì nó đánh vô Nhà Trắng này theo nghĩ là nó cũng là trời trời đánh nghĩa là mày gian ác quá mày đủ đại khái vậy tôi không biết nhưng mà tôi lấy cái ngạn ngữ của người Việt Nam và cái ca dao tục ngữ của người ông bà cha thường người Việt Nam hay nói có nghĩa là mày làm như thế nào đó trời mới đánh mày mày ra đường trời đánh mày có nghĩa là khi Việt ta dùng Nam cái mình từ có đó cái là văn tuy minh nhiên rất là đúng, cái đối tượng trừng mà người phạt ta muốn nói đó là nó ác lắm mình hoặc là bị nó trừng xảo trá lắm hoặc là bị gian trừng manh phạt lắm thì cái câu đó là bị cái nào đó bị trừng bị trừng phạt phạt đúng rồi bị trừng thì tôi nghĩ luôn chắc vậy rồi chắc phạt vậy rồi nó trừng phạt chắc vậy rồi bởi vì sao bây giờ tôi nói thiệt anh ở Việt Nam mà cái cỏ mà nó chết thì nó cũng đặt điều nó nói nghe không tại vì này tại vì cái đủ thứ tương tự mà trong khi đó trời đánh nước Mỹ ngay chỗ của Trời Washington DC mà đâu nói gì hết thì tôi ơi. thay thế tôi nói đó tôi vậy đó tôi chỉ lấy cái Trời câu là truyền miệng đánh. câu truyền trời đánh đúng rồi trời đánh giống anh nhắc cái vụ đó tôi mới nhớ cái vụ về một cái hài kịch một cái chính chính kịch chứ chính kịch mà của Việt Nam mà có cái chuyện là nghêu sò ốc hến nếu mà có cái vụ kêu cái anh cha gì tôi cho quyền đề hay đi lăn cái gì đó chứ mới nói là lần đây là đủ má
trời đánh mà tại làm sao mày, trời đánh theo, trời đánh mày chạy qua, mày chạy lại, mày chạy qua, mày chạy lại, đâu quýnh không bỏ trúng, nó quýnh con bò của tao, mà con bò tao nó chết, mà mày biết con bò của tao là nó mang thai, mà nó mang thai, mà nó mang thai đôi nữa, thành ra coi như là tất cả đâu quá, đúng là đó vậy đó. Thành ra tôi nói nghe, chắc tôi nghĩ là chắc trời cao cũng thấu hiểu, có nghĩa là nước Mỹ này chắc ác lắm mà sao, cho nên ra trời đánh đâu rõ ràng, tại sao không đánh chỗ khác đi mà. Mà câu chuyện này nói rất là hay nhá, là tại vì không có đánh trúng ở Nhà Trắng mà trúng ba người thì có con bò đẻ ra hai Y người, chang vậy đó, đồ ba quá y chang, người như y chang cái vở nên nghêu nên sọ hết của mình sao thì bây công giờ nhận y thiệt chang hay, vậy. thiệt là chính xác, đánh không trúng Đúng đó, rồi, mà trúng mà trúng trúng này chết ba người. quýnh mày, tao quýnh mày, nhưng mà tại vì mà chạy qua mà chạy lại đúng không chung à, đó rồi anh đi nói tiếp ạ. Có anh chàng nào muốn lên chơi đâu, thằng Thơ Quang đâu rồi, đứa nào lên chơi, thằng Trung đâu rồi, đứa nào lên chơi coi đó. Thì chuyện là chuyện đầu tuần, đầu tuần là coi như là chuyện vui, mà trong cái vui của mình thì nó cũng lồng ghép là một cái chuyện, cái mà hầu như là mình cũng phải là nói là cái ở xã hội, cái xã hội Việt Nam thì tôi nói thiệt anh B, tôi bí đề tài là tôi không có nói gì được, bởi vì nó yên, nó im ấm quá, nó yên ấm quá phải không. Đúng rồi, ngày đó để đúng nói rồi là tiếp dân cao là mấy con bò nó có lỗi đúng không, mình muốn nha. chết bò là bò có lỗi lộn, nhưng mà tại vì cái Nhà Trắng á, thằng này gian manh quá, nó chạy qua nó chạy lại hoài đồ, nó chạy tới chạy lui hoài được cái ra quýnh trật Tôi làm sao mà tôi phải kể chuyện, tôi mới kể cái cuốn, tôi mới kể cái này, cái câu chuyện này cho bên Mỹ nghe mới được, mà câu chuyện đúng này là viết là mấy chục năm về trước đúng rồi đúng rồi, mấy chục năm về trước các bạn, viết mình viết mấy chục năm về trước, quấn mày nhưng mà quấn trục đặt quấn cho chúng kia chết bà con tại vì mày chạy hoài, mày chạy qua chạy lại hoài được. ok. Nhưng mà bây giờ mình trở lại cái câu chuyện mà xe đánh với Nhà Trắng đấy, thì là cái Nhà Trắng là một cái nhà mà cũng có cái biểu tượng của nó, thì khi mà tôi thấy Quyền Nhà Trắng bị uy đánh quyền lực. quyền lực của thế giới, thì khi mà tôi thấy cái Nhà Trắng bị sét đánh như vậy thì tôi nhớ là ngày kỳ trước đây, khi mà ông Hồng Y mà ông từ chức đây, khi à không phải ông Hồng Y mà ông Đức Gia Hoàng đời trước á, mà người Đức á, mà ông từ chức cái Joseph Ratzinger cái gì đó, mà ông từ chức ông cái mặc quần quần áo trắng, ông Đức Gia Hoàng á, ông từ chức rồi mới có ông này ông lên nè, bây giờ mới ông còn sống đây, thì cái Rồi. mùa mà, thì cái khi mà ông từ chức thì là sét đánh vào, người ta chụp được cái hình sét đánh, trận đánh sét lớn lắm, đánh vào tòa thánh La Mã, đánh vào cái đánh vào ngay tòa thánh đền thánh Phêrô, tức là khi mà tôi nhìn thấy một cái dinh thự của tòa của Nhà Trắng bị sét đánh mà ghi hình như vậy, thì tôi nhớ lại cái tòa thánh Vatican, là cái mùa đó là ông Joseph, ông Đức Giáo Hoàng Joseph từ chức, rồi người ta kiếm ông Giáo Hoàng mới lên là ông này hiện tại bây giờ Tất thì nhiên là theo mình nói vậy là tâm linh á, sẽ có một sự thay đổi, sẽ có một không sự thay đổi, biết. mà thay đổi gì mình không biết, nhưng sẽ có một sự thay đổi, cái đó là hiện tượng thiên nhiên mà nó linh Thiên ứng, nhiên nó mà, linh ứng. Tao đúng không rồi, biết, tao là người Việt Nam, tao chỉ lấy cái người Việt Nam mà tôi mê tín dị đoan, người Việt Nam tao nói xét đánh tất nhiên là mày ăn ở ác lắm, mày phải là mày khốn nạn, mày đủ thứ chuyện trên đời, mày ra đường thế nào không xe đụng mày thì cũng trời đánh mày đó, cho nên ra giờ đánh thiệt rồi đâu mà trên đời, tao cứ thấy mà tao làm thôi đó, tao tiên đoán là vậy, sẽ có một sự thay đổi gì đó mà mình không thể nào biết được, nhưng sẽ có một sự thay đổi đó, tao chỉ biết nói nôm nay thôi. Bởi vậy quýnh mày, mà quýnh mày, quýnh mày mà chạy qua mà chạy lại hoài sao quýnh trúng được, phải tao quýnh mà bùng cái bà kia chết rồi vậy đó. Trúng bò. Rúng mai bò, rúng muộn bò, mặt bò rồi biết là bò tao nó sanh đôi đó, cho nên là việc đó nó chết ba người, bây giờ mày đền như tao đi, tao không biết lừa ai vậy đó, nhớ đi. Ok. Chuyện trời đánh anh nói đừng nói chi mà mê tín dị đoan, là tôi là hồi nhỏ là tôi cái chuyện đó là tôi rủa mỗi ngày, má nói láo là trời đánh đó nhá, tôi có Đúng rủa mẹ rồi, thằng thì nào hồi nhỏ cái cũng câu đó rủa, là câu cửa miệng, tôi cũng rủa cái câu đó là câu cửa miệng của thời thiếu niên và cái thời đó. thanh niên và cái thời lớn của mình luôn,
hồi nhỏ anh biết không, chơi mà thường thường mình chơi bông dụ, chơi đánh đáo với là chơi mấy cái điều thôi, mà nó ăn gian mình tức quá mình lên mình chửi nó, mày mày ra đường xe thế nào trời đánh mày. Còn ở chỗ tôi ở cạnh bờ bờ sông này có cái miễu bà, mình còn thề thêm mà mày may mắn ở vậy nó là bà xã mày, không có dám nói là trời đánh mày chịu mình. Bà xã mày anh biết bà gì cũng là bà bắn mày, Ờ đúng rồi, bà bắn bà đủ trọi rồi. bà bắn mày, là vong hả, bà bà bắn là vong hả chú Peter Phượng, bà có nghĩa là vong mới đúng không? thì đó cái bà là Có nghĩa là cái người người ta thờ đó, cái miếu người ta thờ một một miếu bà bên cạnh bờ sông như cái xóm của tôi đó là cái miếu bà, thì mình có, theo con nhỏ nó buồn cười ở chỗ này nè, cái bà người đúng rồi, có nghĩa là đó câu nói này nè, tôi nói nghe, cái bà đó là cái bà chết rồi mà linh thiêng quá, thì đó ở trong đó xóm đó hoặc ở trong đó làng đó đó họ là một cái miếu thờ, đó mà bà thì làm sao mà bắn được, mà nó thề là bà bắn mày luôn, bà chết rồi. Được quá, bà làm sao xách AK với M16 bắn được đâu, là buồn cười thấy không, mình đổ bà đốt xã con mày. nít mà con nít mà cho ra nó nhiều khi nó tức lên nó chửi thì nó nói nó cái buồn cười. Mày nghĩ mày coi một cái miếu thờ một cô một cái bà nào đó mà người ta cảm thấy là như thần hoàng gì đó để mà thờ thì nó cái sự linh thiêng, người ta hay ví vong cái địa vong linh đó, thì vì đó mày ra đường thế nào bà cũng bắn mày, mà mày nghĩ bà nó mới chết bà 100 năm nay rồi, súng đâu mà bắn được. Con chào chú Cầm, con chào chú Peter Phượng, Rồi xin chào mọi người rồi nha. chào anh Vàng. Ok, nói chuyện đi. Ok, mình Dạ. hôm nay mình nói chuyện bao nhiêu đó đó, mình Hôm nay nghe. Ok, đầu tuần là đầu mình tuần chuyện chia cho vui. vui, Yeah. được cho Yeah. vui đó. Vậy là qua qua Rồi qua cái câu mà. chuyện của hai chú chia sẻ là chứng tỏ là Mỹ có mới có thêm ba người dân oan gia nhập đội dân oan của Mỹ đúng không? Má ngày nào mấy thằng ông Thì ơi, thêm mày thêm ra thêm ngày ba nào người bị chờ đánh nữa là họ bị đúng oan cái này là đúng đúng rồi không, họ bị oan đúng không, thay vì là là oan dạ cái gì, không oan, quan không đúng oan, rồi tại vì mày 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 là phe đảng của đó, tao đánh thằng chủ mày mà tại vì mày chạy qua mày chạy lại hoài không được, tao quýnh bàn đệ tử mày để vậy, đại khái là thì vậy dân chứ cái quan đầu thì họ oan rồi. má. Ok, cái chủ đề của chú Cầm hôm nay là chờ đánh, Rồi đúng ra là chú phải chú chờ đánh phải thánh đúng giật rồi nữa hay thánh đâm nữa nó mới đúng, nó mới đủ 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 cái chủ đúng rồi đề. đúng rồi đúng rồi đúng đúng Dạ rồi. thì hôm nay thế này thì con cũng lên con cũng thứ nhất là cái chủ đề của mặc dù nó mang tên tinh thần là cà khịa nhưng mà đâu đó nó có cái tính logic, chú Phự chú Cầm ạ. Bởi vì con thấy thế này nè, có một bài viết mà con đã xem qua thì con thấy rất là hợp tình hợp lý, nó đúng nó đúng. Tức là mà thì con xin phép hai chú với mọi người con xin chia sẻ cái bài viết này, thì qua cái nội dung bài viết để cho mọi người có thể là sâu chuỗi lại những vấn đề những sự kiện từ xưa đến giờ đó để đi đến kết luận rằng là cái tính cà khịa của hai chú là nó có cái tính logic chứ không phải là cà khịa không. Rồi, chú Cầm thấy thế nào thì con xin phép con được đọc bài viết con chia sẻ cho với mọi người ạ. Rồi thì con rồi con có tự do chia Dạ sẻ. ok, thì đây là một bài viết của chú Phạm Tiến Khoa với một cái tiêu đề là Ok. nhân quả công Ok. bằng. Đây mọi người thấy không, à nhân quả công bằng, Thấy thấy ok hiểu rồi. rồi con sẽ đọc nha. Rồi. Xưa nay Mỹ chỉ đem quân bom đạn đi giết người ở các nước khác, nước Mỹ gần như ở tách bạch ở một nơi, ba mặt là biển cả, trên đầu là nước da nã đại, có nghĩa là Canada đó. Cho nên bom đạn từ thời chiến tranh thế giới đến giờ chưa một lần tìm đến để giết dân Mỹ. Thế là Mỹ trở thành thiên đường, dân ở nhiều nước đổ xô đến Mỹ. Biết đâu trong số di dân ấy lại chẳng có những sát thủ đến để báo ứng nước Mỹ. Dân ở nhiều nước phàn nàn với Thượng Đế rằng sao mà nước Mỹ bất công thế? Thượng Đế bảo các con biết một mà không biết hai. Thượng Đế mới chỉ cho mọi người biết rằng Thượng Đế đã ban cho người dân Mỹ cái quyền được tự do sở hữu súng đạn. Dân số Mỹ có 300 triệu người, kể cả những ông bà già lụ cụ đến đứa trẻ còn bế ngửa. Ấy thế mà đã có gần 400 triệu khẩu súng đang nằm trong nhà dân rồi. Quyền tự do đó còn được mở rộng sang lĩnh vực tự do giết nhau nữa. Tính sơ sơ,
Chỉ trong 21 tuần đầu tiên của năm 2022 đã xảy ra 213 vụ xả súng, trong đó có 27 vụ xảy ra trong trường học. Trung bình mỗi tuần ở Mỹ có 10 vụ xả súng, một năm có 48 tuần. Mọi người thử tính coi mỗi năm có bao nhiêu vụ, có bao nhiêu người dân Mỹ chết. Người dân Mỹ đã phải gánh kiếp nạn thay cho những người lãnh đạo nước Mỹ gây ra cho dân nước khác. Thượng đế bảo, đó cũng là một dạng quả báo. Một mặt chính quyền Mỹ đi giết dân nước khác, thì dân nước Mỹ phải tự giết nhau thôi. Ấy là chưa kể, kẻ giết người cũng như người bị giết, càng ngày càng trẻ hóa. Làm như chúng sát hại mầm non tương lai của nước Mỹ vậy. Chẳng thế, một đứa trẻ mới 15 tuổi đã biết cầm súng giết chết ba chị em ruột của mình rồi tự sát đó sao? Ngoài việc tự bắn giết lẫn nhau, người dân Mỹ đang được cuộc sống trong một đất nước giàu có là thế, nền khoa học kỹ thuật không ai sánh kịp. Ấy thế mà trong cơn đại dịch Covid vừa qua, Mỹ cũng là nơi dẫn đầu thế giới về số ca mắc và số người chết đó. Tính từ đầu năm 2020 đến đến ngày 4 tháng 2 năm 2022, số người chết vì Covid ở Mỹ đã vượt con số 900.000 rồi. Số người chết này cũng tương đương với số dân của những bang nhỏ như bang South Dakota đó. Tại sao lại vậy? Hãy suy nghĩ đi. Thành viên câu lạc bộ những người tốt, mở ngoặc kép, những người tốt đóng ngoặc kép, thì chắc chú Cầm với mọi người cũng hiểu là thành câu lạc bộ nào rồi ha. Thành viên câu lạc bộ những người tốt ở Mỹ luôn ấp ủ một âm mưu là mọi cách để giảm dân số thế giới. Bằng cách nào? Bằng chiến tranh, bằng dịch bệnh, bằng cách xui nguyên dục vị để các dân tộc bắn giết lẫn nhau. Để làm gì? Để độc quyền tước đoạt tài nguyên thế giới, để làm giàu cho những thành viên câu lạc bộ. Âu cũng là thêm một kiếp nạn nữa. Rồi đây, ai sẽ nhận quả báo đây? Dân Mỹ chứ còn ai nữa. Nhân quả công bằng, đó là luật của trời đất. Đừng tưởng cứ cậy mình giàu, mình mạnh mà có quyền áp đặt cho nước khác, dân tộc khác. Một khi dân các nước đó không chấp nhận sự áp đặt thì đó đem quân, đem bom đạn đến phá nát đất nước người ta, gây ra nạn diệt chủng trên đất nước ấy. Ai phải trả giá cho các tội ác đó? Chính là người dân Mỹ. Còn những kẻ nắm quyền trực tiếp hoặc gián tiếp thì ngày một giàu lên. Rồi sẽ có lúc nhiều người dân Mỹ cùng hát bài Rồi một ngày của Emrys Phương. Rồi có một ngày em không thương không nhớ. Em sẽ quên đi tháng ngày mình sống mong chờ. Thời gian còn lại chỉ là một mộ bia hoang tàn. Lạnh lùng sương phủ trắng. Véo von, côn trùng lắng thở dài. Và đó là con xin kết thúc của bài viết của chú Phạm Tiến Khoa. Cá nhân con thì con thấy cái nội dung bài viết này nó rất là chính xác. Nếu mà mọi người mà có thể hệ thống lại toàn bộ lịch sử và chúng ta nhìn nhận một cách sâu vào vấn đề đó, thì rõ ràng là cái nội dung bài viết này nó không sai tí nào. Ở đây tác giả có chia chữ là những câu lạc bộ những người tốt, thì chắc chú Cầm chú Bình Phượng cũng biết là ai rồi, là những thành phần nào ở thế giới tư bản nói chung và nước Mỹ nói riêng, đúng không ạ? Thì đó, qua bài viết đó rất là hay. Thì con xin phép con lên chia sẻ với hai chú, với mọi người nội dung bài viết đó, để mọi người có thêm những cái giống như con gợi nhớ lại cho mọi người, để mọi người có thêm những cái đề tài, những cái chủ đề nó đi theo cái chủ đề của chú Cầm. Và cuối cùng con xin khẳng định cái chủ đề của chú Cầm mặc dù mang tính cà khịa nhưng mà cái tính chính xác và logic nó rất là cao, và con hoàn toàn ủng hộ cái chủ đề này. Ok, thì cái bài viết này theo ta nhận xét thì cũng khá là hay, rất là hay và cũng là chính xác. Cái đó là mang hơi hướng về tâm linh đại khái là vậy thôi, nhưng mà cái điều đó nó có cái gì mà ở trong hiện thực ngay tại phút này
người ta thường nói gọi là quả báo thì hình như đã đang hiện thực. À, và càng ngày thì nước Mỹ thấy nó đi thụt lùi, và giống như trên bài báo viết, cái bài báo này viết rất là chính xác, không có gì cả. Tao thấy rất là hay. Ok, tao bây giờ tao viên ai ở viện đi con. Dạ, Con có nói gì con không? chào chú Cầm, con chào chú Phượng. Không biết chú Cầm và chú Phượng có nghe con nói rõ không gì, chú Cầm và chú Phượng? Dạ, Nghe rõ rõ rồi rồi hai con, nghe chú. rõ rồi chú. Con chỉ lên chia sẻ một cái khía cạnh này rồi con cũng xuống. Mà không biết cái quan điểm giữa hai chú đã có trình bày mấy hôm nay. Thì theo cái quan điểm của con, thì vừa rồi cái chuyến chuyến đi của bà Nancy Pelosi á, thì chú biết nước Mỹ á, nếu mà nói về mặt mũi vụ á, vinh dự á, thì khi nào mà tổng thống nước khác và tổng thống nước khác đó, thì họ với giống như là trải thảm đỏ hay là hai bên phải có hẹn hò hay là có cái thông điệp nào đó. Nhưng mà đối với cái bà mà đang mà bà gì mà thái gì đó mà ở bên bên Thái Thái Long Thái Văn Thái hay Anh là Văn. Thái Anh Văn, Thái Anh Thái Văn, Anh Văn Thái Anh thì Văn. bà đó đó là đại diện Ừ. cho Ừ. Taiwan, nhưng mà Taiwan là nó chưa thuộc về của quốc gia, nó chưa thuộc về của quốc gia, cho nên Đúng á, Mỹ nó không có thể nào mà lấy một người rồi. tổng thống hay là một người phó tổng thống nào đó mà để đi, Đúng. mà để đi Đúng. để Ừ. đi Đúng. mà gặp cái bà đó được, Đúng. cho nên á, thì họ phải đưa cái bà Nancy Pelosi đó. Thì bà Nancy Pelosi á, là bà là Speaker of the House, là bà Speaker of the House á, là tiếng Việt Đúng gọi rồi. là đại diện cho quốc hội phải không vậy chú Phượng hay là giờ chú Cầm, chủ tịch, Đúng, chủ tịch, chủ tịch hạ hai viện. vị chủ tịch. Thì lý do đó cái âm mưu Chủ tịch. của Mỹ là vậy nè hai chú, cho con nói nè, cái âm mưu của Mỹ đó Nói đi. là chú biết đó, Mỹ nó đang thiếu nợ Trung Quốc, nó thiếu nợ cả tỷ tỷ tỷ, thì cái âm mưu á là cái nghĩa là bây giờ nó Thì mượn cái nó mượn danh lộn trừ. của Taiwan, nó mượn danh của Taiwan, Lộn trừ, nó lộn trừ, mượn mới danh lộn của trừ. Taiwan này nè đó, cái bắt đầu nó gây ra sự khích mích giữa hai bên. Thì giữa khích mời hai bên á, mà nếu mà Lộn vụ việc xảy ra đó thì thằng Mỹ nó sẽ không bao giờ trả nợ cho thằng cho Trung Quốc, tại vì á, nó nói á, nó ghép tội là Trung Quốc á, là xâm lăng Taiwan, đó là một cái chiêu bài đó, là thằng Mỹ lúc nào cũng cũng làm cái chiêu trò đó. Là lý do tại sao chú Cầm biết và chú Phượng biết á, khi mà Việt Nam của mình á, thống nhất đất nước đã đủ quýnh Mỹ à, khi mà Mỹ nó thua đó thì nó chạy về, đáng lẽ đó nó phải đền bồi chiến tranh Việt Nam cho dân tộc Việt Nam, nhưng mà Đúng. không, Đúng. nó đi đêm với Trung Quốc, và Trung Quốc ấy, tạo ra cái chế độ Khmer Đỏ. Thì cái tụi Khmer Đỏ đó Ừ. nó phải qua biên giới phía Nam để nó quýnh dân tộc Việt Nam ở phía Nam. Thì Việt Nam của mình đó, lúc đó đó Hiểu. không có còn cách nào lựa chọn mà phải cứu dân ở miền Nam rồi qua cứu dân ở bên Campuchia. Thì cho nên đó, Mỹ đó nó lấy Hiểu. cái chốt điểm đó đó để đó nó cái tội Việt Nam đó, là xâm lăng nước Campuchia. Thì chính vì cái điểm đó đó, Không trả nợ, chính vì cái điểm đó xu thì nợ nó không có đúng không, chấp nhận trả nợ chiến trả tranh nợ chiến tranh. đó, cái cách là nó quýnh vậy. Thì bây giờ đó Ừ. thằng Mỹ đó nó y quy vậy, nó cũng Cũng lặp lại cái chiêu bài là nó một cái thằng tiểu nhân và tướng cướp đó, thì nó đi chứ đừng có bao giờ nghĩ vậy. á. Bởi vậy tao nói mày, tao bởi vậy tao mới nói mày, nó mới vừa rồi nó bị quýnh hụt á, bị quýnh hụt Trời á, đánh. nó bị quýnh hụt, trời đánh đó, đụ má nó né qua nó né lại, đụ má sẽ chẳng quýnh đâu trúng rồi, Thì trên trúng bàn kia đụ. con nói vậy là chú, không có phải là bà Nancy là bà đi là tại vì là bà muốn cái dân biểu của Đảng Cộng Hòa mà để lấy phiếu cho ông Biden, hay là để cái nhiệm kỳ cho bà, hay là để cho Đảng Cộng Hòa nó càng ngày càng mạnh, không có vậy đâu. Nước Mỹ đó điều khiển là quân sự, chứ còn mà những người tổng thống hay là phó tổng thống hay là những người mà Speaker of the House á, chỉ là thay mặt đại diện cho nước Mỹ thôi. Cho nên con nói ở đây đó là có nhiều người họ không hiểu, họ nghĩ á, à
là tại vì á là bả là một người phụ nữ, cho nên á là Taiwan á đoán lẽ là họ phải tiếp khách nên là không có đâu. Và lý do tại sao đó là bả phải bay cái đường bay mà để mà Trung Quốc nó cấm, là nếu mà bay ngang qua là nó bắn hạ, là đó là cái cách để nó ru ngủ và nó tuyên truyền những người dân Mỹ, và nó tuyên truyền cả thế giới, và nó tuyên truyền cả những người Taiwan, là để nói là Trung Quốc là một nước độc tài. Nó lấy cái cớ đó để nó tạo ra cái cuộc chiến tranh đó. Cho nên á thì con nói đây đó, nó không có khác gì cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine bây giờ. Thì Ukraine. Ukraine á, thì tiếng Anh gọi là Ukraine đó, thì chú Cầm biết và chú Phượng biết á, là nước Nga đó họ bỏ tài nguyên vô cái nhà băng ở bên Mỹ, mà nhà băng ở bên Mỹ này đó là nó thuộc về những cái nhà băng á, là phải nói là Thu cả thế giới ai muốn bỏ vô mà để mà giữ lại cái tài nguyên của quốc gia đó đó, thì cũng giống như là cái nhà băng Thụy Sĩ hay là Thụy Điển gì đó, hay là có World Bank. Thì cho nên đúng á không? thằng Mỹ đó nó muốn xù Nga, cho nên á nó dựng ra cái cục, nó xúi cái thằng Ukraine này nè đó, để đó làm khó khẻ, làm kiểu như mà tạo ra cái bằng tượng á, là để gây ra cái cuộc chiến tranh. Thì bây giờ á cầm cái đồng tiền của thằng thằng Nga thì nó nói là tao cầm, tao không có trả và tao không bao giờ trả cho mày. Thì bây giờ đó thì Nga đó nó rất là phải nói rất là tức về cái vấn đề là Mỹ, tại sao Mỹ đó nó lúc nào nó nghĩ là nó một nước cường quốc thế giới, và nó nghĩ nó là một một nước phải nó quân sự mạnh nhất thế giới, cho nên nó không có ai đụng nó. Không những vậy mà cái đồng tiền của nó rất là mạnh đó, cho nên á bây giờ mà nói, nếu mà nói về trả báo thì con nói cho hai chú nghe nè, cái trả báo đó là không phải là thời đại bây giờ đâu, mà nó trả báo đó là cái thời 911. Tại sao con nói là 911? Nó cái thời đi, tại vì cái vụ 911 á là tự thằng Mỹ nó tạo ra cái hình ảnh đó để nó đi qua bên Trung Đông để xâm lăng nước người ta. Như cho nên bây giờ cái phước và cái lộc của thằng Mỹ, hai cái tòa đó đó, cũng như mình nói là mình nói về phong thủy, mà ông bà của mình nói là khi mà mình xây nhà hay là mình cất nhà đó, thì cái nhà là cũng như một cái phong thủy, mà tự nhiên mình phá cái nhà của mình, cái mình sai lại nhà khác đó, là không có khác gì là tự mình đó, đem dao mà đâm ngực của mình gì đó. Nhưng mà thằng Mỹ đó, nó không bao giờ tin, nó không bao giờ nghĩ về cái vấn đề phong thủy, mà nó chỉ nghĩ đó là có lợi, và nó nghĩ là cái đồng tiền của nó, và nó nghĩ là nó muốn cai trị thế giới, cho nên nó phải gây ra cái màn ảo gì khủng bố 911. Nhưng mà sự thật là khủng bố 911 là không phải, là tự nó. OK, vậy bây giờ bây giờ này, để nó nghe hôm nay mình nói chuyện là trời đánh thì căn bản về này không với người Việt Nam á, với những người thì người ta cái bộ trời đánh là cái sự một cái sự trừng phạt, thì cái sự trừng phạt này á thì mình nhìn thấy rất nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên á mà một lần trời đánh mà chết 3 người đấy, lớn á chứ không phải không á. Và đây là lần đầu tiên mà Nhà Trắng bị tôi nghĩ là Nhà Trắng thì cũng bị Đúng sét rồi. đánh, bên đó là sét đánh nhiều lắm, tại Đúng vì rồi. hai nhiều lắm, nhưng mà là cũng bị sét, nhưng mà đây tôi nghĩ đây là lần đầu tiên mà Nhà Trắng bị sét đánh mà người ta chụp được, mà có chết người, chết 3 người thì với những cái chuyện khác mình không nói, nhưng mà đối với người mà đã lớn lên ở trong cái danh từ má mày ăn nói là trời đánh mày là tao đất lên điều đó là điều vô tất tài, thì tôi nhìn thấy như vậy đó, là tôi có cái sự suy nghĩ rất là thầm kín đó, và tôi lại liên tưởng đến cái chuyện mà khi hồi đó năm 2000 lẻ mấy thôi đó, tức là tòa thánh Vatican cũng bị trời đánh, khi ông Đức Giáo Hoàng Joseph Ratzinger ông từ chức, đại khái vậy. Đó là hai cái sự kiện tôi nghĩ là to lớn, hai cái trận sét đánh mà to lớn lịch sử mà Thì tôi đi qua. thông qua lời nói thì tôi cũng đã tiên đoán, mà mình đây là tiên đoán là mình chỉ có một tính cách là mình nói theo kiểu của mình là một người dân thôi. Mình tiên đoán là mình lấy cái phong thủ, mình lấy cái phong thủy của người Việt mình hay xài thì mình mới nói là sẽ có một sự thay đổi gì đó, mình không biết được cái điều đó, đúng rồi thế thôi. Chứ mình không có biết Không dám biết, lạm bàn không biết bởi gì vì cái hết. chuyện này Đúng ông rồi. biết gì hết, nên thế thôi. Thì đúng rồi. Thì cho con chia sẻ về cái Đó. vấn đề trời đánh. Thì trời đánh bây giờ đó, cái vấn đề trời đánh bây giờ OK. đó, thì hai chú đã chia sẻ về cái phía cạnh đó là Mỹ đó, nó gây ra tội ác nhân loại cho cả thế giới. Không những vậy đó, nó gây tội ác
cho những người Chỗ da đỏ. Mà da đỏ ở đây nó họ có nhiều bộ tộc, và bây giờ họ ép những người da đỏ thành một cái khu á, gọi á, là mình gọi là cái khu mà gọi là chó con đá gà con muối. Họ chỉ sống là ngày nào hai ngày đó, và cái gì về mà cái sức mạnh hay về cái sự mà văn hóa của những người da đỏ nó bây giờ nó càng ngày nó càng pha mờ đi mình nào nọ. Thì con nói gì mà trời đánh đây đó, thì có thể là vậy nè, là trời đánh là bây giờ đó là ở trên hay là về phong thủy hay là về cái gì đó, là họ chỉ khiến bây giờ là Mỹ đó nó đau khổ từ từ, nhưng mà tương lai đó nó không phải là bị trời đánh. Mà chú biết nó bị trời gì không? Nó bị trời trồng. Trời đánh còn nhẹ, nhưng mà trời trồng á là cái nghĩa là khúc đó là Mỹ nó không có còn là nước Mỹ nữa, mà nước Mỹ lúc đó là tan rã đó. Cho nên á, bây giờ đó, nếu mà nói về mà cái vấn đề mà con nói về vấn đề mà linh thiêng hay là này nọ á, tương lai đó những cái bộ tộc nào mà ở bên Mỹ đó lần lần đó là họ sẽ nổi loạn lên, và họ thấy những cái sự thật về những thành phần da trắng đã cai trị thế giới như thế nào, và lợi dụng những người giống như lợi dụng những cái nước mà yếu mà thế mà để mà ép người ta vào cái đường cùng đó. Thì tương lai đó nước Mỹ đó nó sẽ biến cố thành, con nói biến cố là thành à, thứ nhất Cali. Cali là hai đầu đất, thấy chưa? Rồi mấy cái nước Nam Mỹ đó, mấy cái tiểu bang Nam Mỹ đó, giống như là Texas hay là Alabama hay là Oklahoma hay là ngập lụt, hay Ngập là lụt, ngập lụt. nó gọi là thái hurricane hay là tornado á, gió xoáy đó, gió xoáy này nọ. Và cái vùng mà Đúng biên giới rồi. giữa Michigan và Canada đó, là cái vùng mà bắc À, chuyện đấy. Thôi cái chuyện mà cái chuyện gì ở trong quá khứ á chả thì nó đã qua rồi. Mình nhắc lại ấy, thì để cho mình hiểu chút thôi, nhưng mà căn bản cái này là trong 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 Phật giáo á thì họ có cái luật, mà cái luật đó là đến khi mà tôi qua Mỹ thì tôi mới hiểu á. Còn họ nói Việt Nam á, mình học á, thì mình biết biết vậy, mình không thấy cái sự cái luật nhân nhân quả thế này này, là khi mà mình trồng cái nhân gì ấy, thì nó ra cái quả đó. À, người Mỹ họ đã làm được rất nhiều những tội ác ngay trên, đừng nói chi xa xôi, ngay trên cái mảnh đất này. Thì anh nói chuyện người da đỏ đây, người da đỏ bây giờ là họ coi như là Tuyệt chủng, nếu gần ta như luôn tuyệt này, chủng, gần như tuyệt chủng. họ họ bây giờ là chỉ còn là trong những cái viện bảo tàng thôi, chứ còn không còn gì nữa, rất là tội nghiệp. Nhưng mà đó là cái nợ của người người Mỹ ở đây họ gây ra, thì cái nợ đó họ phải trả. Họ trả cách nào thiệt sự mình cũng không có biết, thiệt sự mình không biết. Nhưng mà nếu mà mình biết cái điều đó đó thì tôi nghĩ là họ sẽ cũng phải biết. Bây giờ họ chưa biết mà rồi dần dần họ sẽ phải biết, là họ cũng khi mà người ta trồng một cái nhân ác thì nó sẽ phải có cái kết quả không có tốt cho mình. Thì đó là cái sự hy vọng của mình là như vậy. Chứ còn thực sự Đúng ra rồi. đừng có nói gì mà thôi, giờ mình người Việt Nam giờ này mình còn nói Việt Nam, Thì nãy giờ mình cái tội nói ác những của cái người Việt câu Nam đấy là ngạn ngữ rồi những cái phong tục tập quán Việt Nam, thì mình nói rồi, anh trồng cây chanh thì không bao giờ cây chanh nó qua cái trái cam ra được trái cam cả, không bao giờ. Tức là anh ra trái, anh trồng trái cam, anh trồng trái chanh thì nó sẽ kết quả ra trái chanh, chứ không bao giờ ra trái trái ngọt bằng trái trái cam cả. Cái chuyện đương nhiên rồi, đó là cái lý lẽ của Phật giáo đó. Thì mình đã nói là chương trình cà khịa mà, cho nên vì đó. bây giờ mới lại nói chuyện trời đánh. Nhưng mà Việt Nam mình có lẽ là hiểu về cái chuyện trời đánh mới nhiều lắm đó. Tại vì họ nói là trời đánh còn tránh tránh bữa ăn. Tôi cả quyết với các anh đó là khi mà mấy người nào bị trời đánh là miệng họ không có ăn cơm, họ miệng họ làm cái gì đó, họ đang làm ngậm cái gì hay là họ làm cái gì, thường thường họ không phải là những người đang ăn. Tại vì Việt Đúng Nam đã nói rồi, trời đánh còn tránh bữa ăn. Việt Nam mình có vẻ là rất là có kinh nghiệm về cái thì chuyện trời đánh. cũng như thằng thì cũng như ai Cho việc con mới vừa nói chia đó, còn sẻ nói một đi. cái vấn đề mà chú Phượng vừa rồi ông bà của mình nó hay nói về lực nhân quả hay là tạo nghiệp, gây nghiệp hay là tạo duyên này nọ đó. Giờ con nói nè, giống như chú hay là hai chú nè, bây giờ là tạo duyên, tạo phước,
tuy là hai chú già hay là hai chú ở phương xa nào đó, nhưng mà cũng là một cái ý ý tốt là để cho những người dân ở trong nước đó, họ có cái lòng tin và họ được cái sự mà học hỏi giữa hai chú đó, còn là con nói là tạo duyên nha. Nhưng mà bây giờ mà nếu mà nói về mà những cái thành phần mà chống cộng đó, họ không tạo duyên mà họ tạo nghiệp. Những cái thành phần chống cộng đúng rồi, cái hận thù đúng rồi, đúng rồi. Thì anh nói cái điều đó, anh cho tôi ngừng, anh cho tôi nói một câu nặng nó, tôi nhớ là nói cái lòng mình ấy, cái lòng mà mình mà nó yêu thương á, thì mình sẽ làm cái điều gì nó đàng hoàng, nó nhân nghĩa. Còn cái lòng mình nó hận thù, anh chịu chứ sao, giờ ông sẽ san sẻ cái điều gì đó mà ông có nhiều nhất trong cái lòng của ông bây giờ. Ông có hận thù á, thì ông sẽ san sẻ hận thù. Mà thường thường nó không biết tại sao mà anh em mình, người Việt Nam mình qua đến bên này rồi người này học người kia, mà mỗi lần nói về Việt Nam nó thấy nhiều người họ nói thấy chua chát ghê. Cái điều đó điều mình thấy tội nghiệp quá. Thôi bây giờ nhưng mà hôm nay mình nói chuyện về trời đánh chứ không phải mình nói chuyện về người Việt Nam, thì mình lại chỉ trở lại câu chuyện đó là mình chỉ nói là cái này là người Việt Nam mình có vậy, chứ có phải là họ rất là hiểu về trời đánh còn tránh bữa ăn. Còn cả quyết với anh ba cái người mà chết kỳ vừa rồi là không có ai đang ăn hamburger hay ăn gì cả, tại miệng họ đang làm cái gì. chắc chắn là như vậy, guarantee. Bây giờ nếu mà anh gọi về Washington anh hỏi cái autopsy thì họ là lúc mà trong miệng họ, lúc họ bị trời đánh mà miệng họ có thể ăn thì cho nên con nói là không? Giờ hai chú nói về vấn đề trời đánh không, con nói với hai chú vậy nè, trước sau gì không phải là cái ý con ác, không phải là cái ý con ác, nhưng mà con nói vậy nè, trước sau gì những cái thành phần mà chống cộng á, những cái phần tử á, mà chuyên môn đó mà xuyên tạc và nói xấu Việt Nam và hạ bệ Việt Nam của mình đó, nhất là lãnh tụ Hồ Chí Minh, thế nào cũng bị trời đánh, thế nào cũng bị trời đánh. Tại vì bây giờ họ tạo nghiệp rất là nhiều, họ tạo nghiệp rất là nhiều, cho nên cái nghiệp của họ đó sau này mà cộng lại đó, mà trời đó thấy đó, trời thấy đó là cái thằng này nó đi quá quá rồi. Có nghĩa là những cái thành phần chống cộng này hay là những cái thành phần này đó là họ quá biên giới rồi. Thì lúc mà đi mà quá biên giới rồi đó, khi mà cái nghiệp anh đã tới rồi đó, hay là những cái thành phần mà cái nghiệp á mà đã là ác ý rồi đó, thì trời trước sau gì? Tới giờ rồi đó, đúng rồi, chín mùi rồi. Gọi là chín mùi đó. Chín mùi đó là trước sau gì á, là trời cũng khiến, trời cũng khiến, trời cũng đánh đó. Trời cũng khiến tụi này đó, có nghĩa là nó vớt kiểu giống như sao tôi rồi mày lên không được Nguyên Thái Duy Tân ơi, mày mày gửi yêu cầu lại đi, trước sau gì đó là đến khi nào mà đến một cái thời điểm tốt là trời sẽ đánh nó, hay là bà sẽ nó cứ nhấp nháy hoài à, bà sẽ bắt con nó, nói bà chú Phượng rồi, bây giờ những cái thành phần chống cộng đó nó chỉ thấy trước mắt nhưng mà nó không có nhìn lại phía sau của tụi nó chỉ thấy thằng Mỹ, nó chỉ thấy thằng Mỹ và nó không có nhìn phía sau cái hậu quả của tụi nó. Vì sao? Vì là tụi nó không bao giờ mở mắt. Chú nghĩ đi, cái động vật nó sinh ra 2-3 ngày, 5-6 ngày là động vật, con chó, con mèo hay con gì đó, 3-4 ngày là động vật mở mắt rồi. Còn những cái thành phần này nó không bao giờ mở mắt. Tại vì cái tâm hồn của tụi nó đó, cái tâm hồn của tụi nó là Mỹ đó, nó đã điểm nguyệt rồi. Mỹ nó điểm nguyệt vì đồng tiền. Cho nên bây giờ tụi nó tạo nghiệp, mà không những tạo nghiệp mà nó còn đi cộng nghiệp với thằng Mỹ nữa. Thằng Mỹ bây giờ nó đã nghiệp rồi, nó gây ra những cái tội ác cả thế giới rồi. Cho nên mà những cái thành phần chống cộng này nè, hay là những ông mà chống cộng ở bên hải ngoại này nè, là những thành phần này á, nó còn cộng nghiệp nữa, cộng nghiệp và tạo nghiệp. Thì rốt cuộc sau cuối cùng á, mày gửi yêu cầu lại đi. Thôi bây giờ mình nói nghe nè, Tôi nói chuyện mà người ta xây dựng hận thù ấy, thì cái chuyện nó làm lời này qua đời kia rồi. Tôi nghĩ là mình cũng không có nên đào, mình cũng nói như thế là cũng tốt lắm rồi đó. Mình hôm nay mình chỉ quanh quẩn công chuyện là trời đánh còn tránh bữa ăn. Trời đánh tránh bữa ăn này vậy nè chú. Trời đánh tránh bữa ăn vậy. Ok, nói đi. Là cái miếng ăn á là rất là quan trọng. Cái miếng gửi ăn cầu lại đi, là giống như là trời ban hay là trời cho, giống như cái hột gạo. Hột gạo á là khi mà người dân đó họ đã tạo ra hột gạo đó, có nghĩa là mồ hôi nước mắt của những người dân họ bỏ ra 3-4 tháng để trồng một cây lúa để ra hột gạo này nọ đó. Mà khi mà cái người nào đó mà họ nhận được hột gạo đó cũng giống là cái hột ngọc mà trời ban cho để cho họ ăn. Cho nên đó, khi đó người nào á mà người ta đang ăn á, mà người nào mà đánh người ta hay là phá rối người ta, thì ông bà mình nói là trời đánh là tránh bữa ăn. Cho nên mình nghĩ là
đó, đừng có làm Đấy, vậy mình chẳng đó. đoán. Thì Ok. thôi con cũng cảm ơn Nhưng hai chú cho con lên chia sẻ, và hy Ok anh. vọng một ngày nào đó con cũng muốn tới Ok anh. thăm chú Phượng và like thêm chia sẻ về cái khía cạnh nào đó. Dạ dạ Ok con anh. cảm ơn chú Rồi, Cầm, ok con. cảm ơn Rồi, ba anh em, ok. ba mọi người. Rồi. Rồi, ok con. Đúng rồi. Ủa, ai ở Việt này ngày xưa có tới nhà mình phải không? Đúng rồi, mua con vịt quay á, nhớ không? Ồ, xếp lát đó hả? Ừ. Sao sao bỏ cái thằng cư xá Duy Tân lên mà lỡ không được ta? Mà hồi nãy cả chục lần rồi đó. Nó cứ nhấp 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 hoài. Mạng yếu. Mạng bên con cư xá yếu á. Nó ở đâu vậy? Cư xá Duy Tân lên Mỹ anh. Ờ, như nào đi được lên về về phôi. Đang ở ở Washington DC, sao bây giờ về phôi ra Anh rồi. chùa Là mẹ, mỗi sao? lần anh biết là mỗi lần đi tiệc chứ mỗi lần di chuyển khổ lắm anh. Kỳ đó. Anh cũng rất cực khổ Không biết tại sao mình nó cứ nhấp nháy hoài. Cư xá ơi, lắm. Yếu nó không cho lên mà à. sao á. Cắt đi. Cái Không mời. Lại ồ bữa nó không có cho lên kỳ ta, xong cái máy mày bị restart coi lại coi. Gửi yêu cầu lại coi. Tôi lên tôi đưa cho mày đây một chục lần rồi đó mà nó cứ chập nhấp 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 nhá 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 hoài kỳ quá. Mới gửi yêu cầu lại coi, hay là mày reset cái phone mày lại coi. Sao ta lên được mày lên không được? Cù mạng mày cù bắp quá. Cái tiền chưa? Chắc là ông cho tiền bill rồi. Trời, gửi yêu cầu lại coi. Thì nói cho nghe thì xuyên suốt qua cái chiều dài mà mình tính là từ 1975 thôi, thì nước Mỹ đã, mình phải nói một cách khác như vậy, nước Mỹ đã tàn phá cái đất, những cái đất nước khác, chẳng hạn như là Iraq, anh thấy rõ ràng không? Chẳng hạn như là Libya, Syria, đủ thứ loại, thì cái điều đó là không ai không chấp nhận, không ai mà không biết cái điều đó cả. Thì tôi nghĩ là chắc lẽ cũng có, nó cũng tới ngày ra rồi, mệt quá. Thôi anh để nói nghe là từ hồi mà tôi qua đây ấy, thì mình theo dõi người Mỹ đấy. Tôi tại vì tôi theo dõi người Mỹ đánh nhau, Mỹ chiến tranh của người Mỹ rất nhiều. Tại vì tôi nhớ cái ngày tôi qua đây ấy, thì tôi nghĩ là khoảng khoảng chừng năm Đang mời đó, 1975 đang mời đó, đang thêm đó mà sao nó cứ nhấp hoài mới kỳ lắm. thì khoảng chừng đầu năm 1976 là tôi đã nói với cái ông bố nuôi của tôi trong nhà thờ, tôi đã nói là con nghĩ là chắc con không bao giờ còn nhìn thấy chiến tranh nữa, tại vì mình ở chiến tranh lâu quá rồi không. Bây giờ mình qua bên này thì mình nói giống vậy, nó có 23 24 tuổi ta, nói là con nghĩ là chắc con không bao giờ còn nhìn thấy chiến tranh nữa không? Nhưng mà không phải vậy không, cũng mà mình có ở đây mình mà thấy cái hỗn độn ta là triền miên khói lửa, nó có tính là Không, thế này này, nó nó có tính mình là tôi tính mà tôi có nhớ mãi cái này là tôi đến năm khoảng chừng năm 2015 á, tức là cứ 2 năm rưỡi thì người Mỹ họ lại đánh nhau với một cái thằng mẹ nào đó ở trên thế giới. đúng Cái rồi, khoảng là thời nó gian họ tạo, cuộc nó chiến tranh tạo ngày ra xưa có mà 2 năm rưỡi thôi, tức là nó đánh tạo nhau ra triền miên khói lửa anh. Mà anh biết rồi mà, chiến tranh mà anh nó đâu có sung sướng gì, chiến tranh là đủ ông có làm cái gì đó thì ông đầu tiên là ông đi ông giết người ta, ông phá làng phá xóm, chứ còn chiến tranh mà ông đâu có xây dựng được cái gì đâu không. Mà người Mỹ họ làm như vậy là mà họ làm rất nhiều, từ châu Âu không biết không, nghĩa là nó cứ di chuyển đây. Hồi đó mình mới mới bắt đầu mình được còn cỡ chừng năm 1975 là 76 là bắt đầu đánh nhau ở Iran. Iran cái đánh nhau nó ê càng quán nổ, cái di chuyển về bên bên châu Mỹ Latin. Ở châu Mỹ Latin là họ đánh rai rai từ Mexico, họ đánh rai rai xuống Nicaragua, Venezuela, họ đánh những cái quốc gia nhỏ, quên quên Guatemala, Granada, họ đánh những quốc gia nhỏ nhỏ như vậy, là Panama, họ đánh nhau như vậy rồi. Mấy 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 đó mà anh, dân nó mẹ được mấy trăm ngàn dân đủ một cái là được, mà đánh đánh đều như vậy, đánh xuống tới cái gần đến Argentina, mà tức là đánh bằng bằng vũ khí, bằng quân đội đó. Thì nó có những cuộc, nó có những cuộc chiến tranh là mình không để tâm lắm, em thì không để tâm lắm, nhưng mà tôi nói trên nghe nó có hai cuộc chiến tranh mình thấy mình xúc động. Thứ nhất là Iraq,
Bởi vì Iraq ngày xưa là một cái ông tổng thống Saddam Hussein đó, cũng có một số vấn đề làm việc tốt cho Việt Nam mình, như là xóa nợ cái đó, đó thứ nhất. Cái thứ hai là cái thằng cha Libya, cha Libya là cái thằng cha mà Garafan á, Garafan đại tá Garafan đó. Thì một cái đất nước ta, người ta họ đang ổn định kinh tế rất là sướng trong một thời của giả, và sau khi nó làm một ra, bây giờ đất nước nó không còn cái gì cả. Có nghĩa là cái an sinh xã hội của đó rất là tốt anh, và hầu như tất cả những người dân đều hưởng một cái sự coi như là rất là tốt, cứ vợ cứ chồng được nhà phi rồi, được bảo hiểm rồi, nói chung là tất tần tật đều tốt cả. Mà nó nỡ lòng nào nó đem đi nó giặt con người ta. Còn hàng Iraq cũng vậy, nó chỉ dựng lên một lò muối lắc 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 vậy là xong, tiêu tùng con người ta. Mà anh nhớ ngày xưa hồi nhỏ mình nghe cứ cái bộ truyện mà Ngàn Lẻ Một Đêm, mà anh nhớ phải không? Thì nó là Iraq đó, Iraq đó. Có nghĩa là đó là một cái chỗ mà hầu như là một cái huyền thoại về văn minh của nhân loại, rất là đẹp. Rồi có những của nhân loại. cái cuộc bộ sách mà mình coi Ngàn Lẻ Một Đêm này, đại khái nó chung chung như vậy. Bây giờ nó không còn cái gì cả, nó tan nát hết, thì mình tiếc và mình cảm thấy là cái điều đó. Mình còn tất cả như là Nam Mỹ rồi Libya rồi Syria rồi Afghanistan rồi Trung Đông, nói chung tất tần tật, và hầu như những cái người đó mình không biết nói làm sao. Mình thì đây là cái hậu vận của nước Mỹ, giống như kiểu như hồi nãy thơ Quang đã đọc lên một bài viết, tôi cảm thấy là tôi đồng cảm với cái bài viết đó, để đó rằng đồng cảm bài viết đó. Thì cứ như là anh gieo cái nhân nào thì anh gặt quả đấy thôi, chứ không làm sao được. Mình không biết nói gì hơn, nhưng Không, có điều anh anh biết cái anh mình nghe anh nói thì ra mình nói thêm một chút à, là người Mỹ ở đây họ biết chứ cái chuyện đó chứ anh, tức là ở ngay San Diego này này, cỡ chừng năm 2010 mấy á, có cái ông giáo sư dạy, ông dạy học dạy ở UCSD đây, ông viết một cuốn sách mà bây giờ tôi vẫn còn đây, là chút xíu rồi tôi ẩn cho coi cuốn sách tên là Blowback, tức là ông Blowback tức là phản ngược lại đây, ông nói là những Go back, gì go back. blow blow là thổi đây, blow back là mình nó thổi ngược lại á, blow back blow là thổi không, back là ngược lại á, blow back Nó tự tựa, nó tự tựa giống như là nhổ nước miếng trên trời vậy đó. Đó, vậy nó rớt xuống mình. thì năm đó là ông giải nghĩa những cái điều gì mà tôi năm đó là nước Mỹ rất là loạn lạc, bây giờ chúng mình quay lại thì ông nói là những cái điều gì cùng nước Mỹ, ông nước Mỹ mà đang đang phải 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 hứng chịu đây đó là do những kết quả của những điều người Mỹ làm ở ngoài biên giới, rồi bây giờ nó blow back lại, nó một, tạo ra một trận bão đó ở ngoài đó, nó xa lắm nhưng mà đại khái cơn bão nó thổi lại nước Mỹ, thành thử ra lúc đó cái năm đó là ông viết một cuốn sách tên là Blue Bag cả, thì mình thì chắc họ hiểu chứ, nhưng mà những cái sự hiểu biết của họ thì họ có nói chứ, nhưng mà cái người nghe đó mà để hiểu rồi Để để biết đó hiểu. thì không có, rất là ít, Cô không có ít. Đúng rồi, chứ mà họ rất biết là ít. chứ, có những người biết, không biết cuốn sách Blue Bag lần đại khái như bây giờ này, người Mỹ họ làm những cái điều mà cho rất nhiều người tức giận thì khiến tức mạnh ông mất rồi nó phải cái chuyện người ta Thì thường thường á, người ta nói là thêm bạn bớt thù, đúng nhưng rồi mà ngược lại á, thì thì nước Mỹ Mỹ họ này, người Mỹ thì làm ngược lại, có nghĩa là thêm thù bớt bạn, có nghĩa là càng ngày ở đâu nó trên cái hành tinh này là 200 mấy chục quốc gia, thì cái quốc gia Mỹ là nhiều kẻ thù nhất trên thế giới. cái này là để tôi mình nói cho anh em nghe là nhà tôi thì hay cô vợ tôi mới hay đi chơi ở ngoài đi ra ngoài thì có mấy lần đó, thì người ta hỏi tôi nói về cái chuyện mà bị đe dọa đó thì tôi có nói là tôi có dặn đi dặn lại là người ta có hỏi mình là cái gì thì mình nói mình là người Việt Nam đừng có nói mình là người Mỹ, thí dụ như mình gặp trường hợp nguy hiểm những người mà đi 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 ra khỏi biên giới chẳng hạn đi du lịch các chẳng hạn như về hay là về châu Âu đó mà chỗ nào mà đứng chiến tranh nó nổi lên Ai Cập nó chứ rồi vậy ai hỏi cái gì nói tôi người Việt Nam, tôi nghĩ là Đúng người Việt rồi. Nam mình là tại vì mình cũng có kẻ thù anh, chứ người Mỹ họ rất không biết họ kỳ lắm Nhưng anh mà nó cũng có à. những người đầu óc lệch lạc anh nói rồi, tôi chấp nhận anh nói là rất đúng, nhưng mà có nhiều người cứ tự cho mình là người nước Mỹ, hở là đem cái passport Mỹ qua làm vậy.
cứ chừng là nè đất đâu của tao là nước Mỹ rồi, quyền quy nhất thế giới, đi tới đâu cũng đưa ra vậy. Nó sai vậy là nó sai, nó sai mà nó cho là nó khôn hơn người ta. Mày phải hiểu rằng người anh lấy một cái mác mà anh người là người Mỹ, anh đi qua những cái đất nước mà anh đi du lịch sang kia là 70% rất là nguy hiểm, bởi vì không có đất nước nào ở trên thế giới này mà không ghét Mỹ cả. Kỳ cục là thì đấy là cái chuyện của chúng tao mình bây không biết giờ. cười xá, tao đưa mày lên hoài mà nãy giờ mà nó cứ treo hoài, nó cứ toàn ten hoài, cái lâu để cái 10 phút mà nó không lên được, tao đưa mày lên thẳng một lần nữa nè, đó đang đưa đó, kết nối không thành công rồi xong, kỳ lạ đó. Không thể tiền Các bạn không nói gì nó hay ok là bay bay lên reset thank à, bây giờ nó gửi yêu cầu đây phê duyệt nè, gửi lời mời nè, đó bắt đầu nhấp 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 nữa. Cái thằng Facebook á, rượu nó hay, nó mày làm gì nó rồi, rượu mày đi mày chọc máy nó hay sao rồi đó. Thì nói gì nó còn một cách khác là nghĩa là ở đất nước Mỹ này nè là một đất nước nhiều kẻ thù nhất thế giới, nó thẳng là như vậy. Thành ra đừng có dạy, đừng có dạy mà ra nước ngoài là tôi là dân Mỹ, đưa bắt bò Mỹ là đủ, đâu thiệt anh, rồi qua châu Phi thôi hoặc là qua Trung Đông thôi, đồ ba nó thịt mày liền cái ở đó, Đúng đó rồi, là đừng có dạy. tại vì mấy người nó có hỏi mình chứ gặp trường hợp nguy hiểm vậy sao, mình nói người mình Việt Nam. Tôi Đúng biết rồi, là khi mà người ta nghe người Việt Nam họ người ta rất là quý cha. cái đó Cái tôi xác nhận là đó là đúng, mình chắc chắn là như vậy, cái mình có so dạy cái đó đúng rồi là tôi đó. xác nhận là đúng. Đúng Bằng chứng là cái đội quân mà coi như thiện nguyện mà đi qua bên Nam Phi, Châu Phi, những cái đất nước đang chiến tranh đó, đang nội rồi. chiến á, Đúng mà rồi cái đó. người Việt Nam đi giơ lá cờ Việt Nam đi thì nó Đúng cho rồi, đi, đúng anh nó rồi. không có làm gì hết rồi á. Đó, cái đó là một bằng chứng hiển nhiên thôi. Còn cái chuyện mà anh đó anh ỷ anh là người Mỹ, anh treo cờ Mỹ đi coi, đồ bên Úc anh sụp tiệm luôn chứ ở đó. Dân Châu Phi là mấy dân Phi Châu với là cái dân Nam Phi vẫn Khi nói bây giờ nói chuyện thôi, chuyện trời đánh mình nói về đủ rồi, bây giờ mình nói chuyện thêm người Mỹ nữa. Ê, Nhưng Việt mà bây Rai lên giờ chơi mày, tao mời cái sáng thì tao hoài không được, Việt Rai gửi yêu cầu đi coi. người Mỹ cấp này sao thấy định chia rẽ quá anh. Đúng Thấy rồi, à, nó chia bà rẽ mà nó em tôi nói cho anh nghe là thấy kỳ sau ạ. khi đọc tin tức á thì tôi mới thấy nó chia rẽ từ trong nội bộ Ai nô chia cái chia chóp tiếp bu ai nô. của đất nước, chứ không phải Đúng là chia rồi, rẽ dưới này. đúng đúng từ rồi, người ta bắt từ chước theo. à, từ tổng thống, phó tổng thống, từ hạ viện, từ thượng viện Yeah. để Rồi tự đều nhiên tan chia rã rẽ. cả, à, chia rẽ một cách trầm trọng. Thì có một cái like Hay tôi chưa? đã nói là tôi có một cái like tôi đã nói là cái thời mà của cái xã hội mà tự tụi nó cho gọi là dân chủ á, hình như nó đang bão hòa ra, nó đang bão hòa và nó không còn tiến đi được, tới đó là hết rồi. Và nếu tôi đoán không lầm, đây là tôi nói lên cá nhân nha, nếu tôi đoán không lầm thì bắt đầu nó chuyển hướng qua xã hội chủ nghĩa chắc chắn 100%, có thể là không bây giờ, 20-30 năm sau, nhưng mà cái đường của nó đi là tự động, nó là tự động mà tự động nó sẽ đi qua cái xã hội chủ nghĩa thế thôi. Nó buồn cười cho đó, thì tôi nói vậy. Và kỳ ta, không thành công là không thành công thiệt, là thu thằng này kỳ lạ. Hay là thích máy Nó anh, kỳ, hay là tại vì cái chỗ anh không chỗ trả tôi đâu tiền. có anh lên được, tại tại chỗ của ảnh mà sao, chỗ của nó sao, chỗ tôi anh lên được, cơ quan lên được, tất cả mọi người lên được, mà tại sao nó không lên được? Một thằng này nó gây thù chuốc oán với là Facebook rồi. Đúng. Đúng. Trời đánh đó. Ừ. Mày là Rồi bị sao? trời đánh là sao đây? Đồ quá. À, nãy giờ thấy Nguyễn Đức là không biết Nguyễn Đức là ai, nhưng mà thôi Nguyễn Đức thằng người sáng gì tăng không có lên được thì Nguyễn Đức lên chơi không, mời nha. Trời ơi, lên được tức quá đi ngủ kìa. Kệ mày chứ. Ngủ ghê gì giờ này 11 rồi mà ngủ gì. Thì đó đó, thì cái khách mời đó từ chối rồi xong nó không chịu lên, trời quá khó quá kìa, này sao có lên được như vậy. Thì tôi nói cho anh nghe cái điều này là cái live hôm nay á là cái chủ yếu là cà khịa thôi, nhưng mà trong cái cà khịa thì nãy thư quan đã nói nó gần như là nó có một cái gì đó mà nước Mỹ đã trả cái hậu quả
À, thì cái đó là cái bài viết của cái bọt, cái bài viết của một anh chàng nào đó, thì mình cảm thấy là mình cũng đồng cảm, và mình cũng thấy là rất, cũng là mình nghĩ mình, nếu mình nói về di tâm của những người Việt Nam mình thì nó cũng nói về nhà Phật á, thì nó cũng đúng anh, có nghĩa là anh gieo nhân nào thì anh gặt quả đấy thôi, thực chất là vậy. Cái thực chất là gì được? Gì đây, lên cái lộn với anh tí biết vậy rồi, nhưng mà tại làm sao mà lên không được, quá nản. Ta không hiểu nổi luôn á, ta mời không được. Chào anh, anh Đức, có anh Đức ra đây nè. Rồi ok, thì nội dung cái buổi live hôm nay thì mình nói một cách nó là vừa cái xảy ra cái chuyện mà cháy ở Cuba, thì sẵn đó Nhà Trắng cũng bị luôn đó, nói chung vậy, cho nên vì chỗ đó thành ra mình mới hài hước, nói thẳng là vậy. Nhưng có cái điều đây mà trong cái sự đó thì mình mới nói như vậy, là cũng giống như là cái thằng Ai Việt mới vừa nói ra, những cái thường những cái đứa nào, những cái kẻ nào mà chống phá Việt Nam bằng cái xuyên tạc vô lối thì trời cũng đánh chúng mày thôi, nói thẳng là vậy. Anh Đức ra, anh Trọng Đức ơi, Trọng Đức Nguyễn, cho anh Đức lên, ok. Trời đánh Trời đánh là phải tôi, trời đánh thôi, cái đó là chuyện đương nhiên rồi. Và nó có hai, tôi biết là trời không bao giờ đánh tôi tôi cũng vậy thôi, biết tôi đó không rập lắm tôi. được. Anh Đức lên được nè. Hello, chào anh Đức. Trời ơi quá trời, ông tiên phong đạo cốt. Trời ơi, ông tiên, ông tiên này, ông Ông tiên tu đâu vậy ông tiên? tiên đang chờ ông đạo mình thôi chứ ông tiên đâu. Mà thấy ông, thật Trời. sự mà không lên nói chuyện với hai ông thì mẹ buồn quá. Thế à? Bây giờ hỏa tiễn, bây Tại giờ hỏa tiễn của Tập Cẩm Bình á, bị lục nghề rồi, bắn không được cái gì hết chứ. Thấy không, bắn đâu trúng gì Ăn đúng đâu, hả? nó bắn không được chứ. Nó Thì bắn được bắn là trong nó nước bắn mà. rồi, Bắn nó bắn rồi là bà già được. 82 tuổi Bắn đi cầu xin được. Chúa rồi. Bà Không, đi không không được dám phòng đâu ấy. cha, đâu Tôi không không biết tại dám sao mà, tôi không biết tại sao mà bà mà đi được đâu mà phòng dám ấy. đâu. Mà Ông không biết biết, là tại ông cầm biết, mà anh Đức ra, anh Đức ông cầm biết tại quay sao quay vậy cho tôi ông? hỏi. Tôi hỏi anh câu, anh Đức. Quay, trước khi nói trước, bây giờ tôi hỏi anh này một câu là tại làm sao mà cái bà bay từ Kuala Lumpur mà tới Taiwan mà bà phải phải đi vòng qua bên Nam Dương rồi vòng qua bên phía Đông rồi bà mới chạy lên, bà bay lên là sao vậy? Cái này liền Ok, biết bây rõ giờ luôn tôi đó. nói ông nghe vậy nè. Bả phải là Bay quả đó. bả phải làm như Ok, vậy nói đi á, cho. để cho chứng minh rằng á là bả né tránh được ông Tập Cận Bình, chứ còn nếu đi kia thì quá khiêu khích đi, hiểu không? Thì tất nhiên là trong thâm tâm bà vẫn nhượng bộ rồi, bà vẫn Đương e nhiên dè tại vì rồi. Vậy thôi nói gì nữa, mà tôi hỏi anh Ý Đức. muốn rằng bả bây giờ bả cũng lớn tuổi rồi, 82 tuổi rồi, bây giờ không lẽ bây giờ khiêu khích, thấy không? Cái mục đích là muốn đi tới Đài Loan bình yên, rồi xong rồi đi tới Đài Loan bình yên á, rồi tới gọi là Kuala Lumpur rồi này nọ bình yên, rồi để đi về nước Mỹ, mục đích là chỉ đi cho nó bình yên thôi chứ đâu. Trời Vậy đi ơi, chế, đi mà vô bây vô ít giờ rồi tôi đi nói làm ông gì? nghe vậy nè, nếu mà không đi á thì tụi kia nó nói là hèn nhát. Tụi nào? Thấy Tụi nào? Tụi chẳng nào như dám dân chịu đúng hả? Tụi rồi, dân San đúng rồi, Francisco đúng đó, rồi, dân mà ngày xưa bà ăn tiền mấy thằng rồi cử San tri, Francisco đó, bà là người Đài Loan của của bà bả, nó sẽ nói bả là đồ ấy. hèn nhát. Vì Yep. vậy bắt buộc San bả phải Francisco đi đó. thôi. Bả đi rồi thì bây giờ về được an toàn rồi, ngon lành rồi. Bây giờ Ngon lạnh mẹ gì, thì về bị chửi chửi thì bị tè chửi, nhưng mà cũng có mục tua đích là đi được qua bên Đài Loan vậy thôi, gây được một số ảnh hưởng, nhưng mà cái mục đích của bà đó là đi là không phải là
chỉ đặt mấy bà Thái ban rồi này nọ đâu, đâu phải vậy đâu, chỉ là cái chính trị thôi. Thì đương nhiên là ai không biết chính trị. Ủa sao cái tiếng chưa ban lại sao? Anh Đức á, anh Đức đang đeo cái tai phone vô. Ủa tai phone dởm quá trời, dục mẹ đi. Bao nhiêu tiền không mà ông nói vậy? Đấy. À, tiền đâu phải quan trọng anh, tôi mua 10 đồng 10 đồng nè, tôi mua 10 đồng mà xài tốt nè. Tốt nhất nha. Cái này tôi dám đảm bảo với ông. Ông hỏi gì? Anh xài iPhone phải không? Ai xài iPhone, tại sao anh xài mua Bluebook iPhone? Vậy mà anh kêu tốt chứ, anh không có biết xài gì trơn trời á. Không biết xài bỏ họ. Anh không biết xài anh mở ra bộ họp gửi cho tôi đi. Tôi nói ông nghe nè. OK, bây giờ đó ông mở cái là danh sách ở trên Google, ông hỏi nó rằng á là cái nào tốt nhất, OK cái nào tốt nhất? Không, trời anh không có sành điệu rồi, mệt quá đi. Cái phụ kiện của cái máy nào thì xài cái máy đó, OK. Bây giờ tôi hỏi, tôi không cần biết chuyện đó. Bây giờ tôi hỏi ông nè, xe Porsche, OK chiếc xe Porsche đúng không? Ông biết là chiếc xe Porsche là nó chạy nhanh rất là nhanh. Tôi mới biết rồi. Bây giờ tôi hỏi ông á, là cái turbo á, cái turbo của mấy xe Porsche á, là ai chế? Tầm 7. Tôi chế. Nè, đúng tôi rồi. Cũng có nè, thấy chưa? Đây nè, tôi cũng có. Đó mà tôi không xem sai. Sai không có đúng điệu. Nó là cũng không biết, có đúng điệu. Biết mình là biết là nó tới $200 này cho nội ơi. Thì tôi nói rồi, tôi có một thùng thêm xài là bởi vì tôi xài, tôi là người đồng có là điệu mà tôi ngựa lắm cho nên đang tôi xài cái nào đó. iPhone giống như anh Phượng, nè anh Phượng nhà tôi là cũng mới mua, là cũng mới mua cái iPod đúng không anh Phượng? Yep. Phượng đúng không? Đúng rồi. Đó, thấy chưa, có ai mà xài kéo ngoài vậy? Kỳ cục vậy. Xài thì bóp đầm của Tây mà xài dài của Mỹ là không có chơi. Xài phải lên từ trên dưới. Tôi không hề biết. Bây tây giờ, là tây, rồi. Ta là ta, không bơm. Đúng rồi, vậy đó, tây là tây, ta là ta, không có chuyện lai căng. Bà không có đường đi xe không. Đúng rồi, sẽ đi xe đạp mà bờ rô, bận áo dài, khăn đóng thì không được. Chứ đi mà đi xe đạp bờ rô là phải được được tay. Không bận áo khăn đóng là không có bận quần. Trời mốt mới. OK. Anh biết rồi, nó nói chuyện đi xe Peugeot. Tuần này tôi được Happy Hunt, tôi thích quá. Tôi đạp xe đạp đây. Lần đầu tiên tôi đạp xe đạp được 30 phút. Cái hôm thứ nhì tôi đạp được 45 phút. Cái hôm sau tôi đạp được 1 tiếng. Đó đã. Mà 1 tiếng như vậy là đạp, mà ông đạp 12. Được ông đạp được 1 tiếng là ông quá khỏe rồi. Đạp vậy là tiếng người máy đây, vậy là họ nói gì đạp được xe đạp vui á, đạp xe đạp nó vui lắm, vui hơn cái mà... gì cái gì cũng vậy, mình tự chủ động mình là thấy vui à. Tôi vậy đấy, vậy tôi có đưa tôi cái xe Honda cùn là xe Honda quay gì đó mà leo lên đạp anh con người tôi nó khoái lắm vậy, nó ơi rồi 60 cây số nó hỏi chạy dữ vậy. Cha tao ở thành phố làm chạy xe bao nhiêu số, nhưng mà lên xe là ổn vô số giật rồi cái đã đâu. Con người mình tự nhiên, con người mình gặp thấy cái feeling á, tự nhiên thấy khoái rồi đại khái vậy đó. Với lại nó tiện, anh biết không, anh đi xe ráp hoặc đi taxi anh không có thể du dương được. Đúng anh rồi. Không thể ghé nhà này, anh không thể ghé nhà kia, anh không thể uống cà phê, anh đối chung nó tự do lắm con kia. Ra đi xe là cái xe mà tự chủ được là mình lái được, mình xe Honda hoặc là xe đạp là xe điện được. Bây giờ ở Việt Nam tôi mới thấy có một chiếc xe điện hình như là của VinFast anh chạy cắm điện không có chạy xăng. Chạy ngon lắm anh. Gì? Khó lắm. Chạy ngon lắm. Cái xe đó chạy êm lắm anh, êm nó sạch sẽ, nó mát. Mà lại không có sợ nước. Đúng rồi. Không có sợ nước. Còn Honda đi ngập nước là chết mẹ nó máy à. Khó vậy. Rồi. Bây giờ tôi anh Đức phát biểu đi. Tôi có đưa. Anh nghĩ sao? Bây giờ hồi nãy á, để tôi nói, mình nói nửa chừng á. OK. Tại sao tôi không có xài cái iPod nha?
Ok, cái AirPods đó, nó có cái, một cái việc thôi, tôi không có chê. Tôi nói thẳng với anh là tôi không có chê cái AirPods. Ok, nhưng mà cái trở ngại á là tôi lái xe nha. Tôi lái xe, anh biết là tôi lái xe mà nó có một cái trở ngại á là để trong cái iPod á quay qua quay lại nó rớt. Nó không có cái đầu móc đây nè, tôi nói anh nghe nó không có cái đầu móc. Anh thấy chưa? Đó, cái đó là cái này nè. Cái đầu móc này nè, đó tôi nói anh đó là thật sự ra đó. Mà đi quan trọng. nhiều khi đi đường trường á thì tôi thích nghe nhạc. Anh hiểu không? Lái xe đi đường trường á mình nhiều khi mình đâu có nói chuyện mà mình nghe nhạc, mà nghe nhạc á mà ngày xưa đó, để tôi nói anh đó, ngày xưa đó. Đây nè, đó nó có cái quắt nè, thấy chưa? Đó thì nó không có rớt. Biết Anh rồi, không không nhưng mà không, anh để tôi dở từ quá. từ anh nói, anh nói gì anh nói mày cho tôi nói. Bây giờ tôi nói anh nghe, cái thằng ví dụ như thằng Bose là nó làm ra để cho nghe nhạc, nghe không đó. Nhưng mà cái iPod á nó không có cái móc vô cái lỗ tai thì anh nên đeo vô một cái á nó rớt. À, tao hiểu rồi, tao hiểu rồi, tao bấm lên là cư sáu gì tao ơi. Thì nó mới chấp nhận chỉ có ba người thôi. Bây giờ hôm trước là bốn, bây giờ nó không chấp nhận một nữa, nó trừ ra một rồi còn có ba người thôi. Vì vậy Facebook. nên vì vậy đó là cái trở ngại mà ông nghe nhạc á, ông nghe nhạc á thì ông nghe thằng Beat á, thằng Bô đó nó rất là hay. Nó rất là hay. Cái nói về cái vấn đề nghe nhạc á là tại vì nó chuyên môn về nhạc. Ok, nó design cái thằng Beat á nó... Đúng Nói chung rồi, là coi như đúng là rồi. budget đầy đủ, ok, nhưng mà anh dở thì anh dở quá, anh gắn cái kia vô á, anh lấy cái tăm hay là con bông gòn Không gì đó anh được, nhét không vô anh được. chêm mà lại để đâu có ra Tôi đâu. đã làm rồi, ok, tôi đã làm rồi, vì vậy nên À, một việc Ray nó nói nè, anh lấy xe mà anh đeo tai phone là coi như phạm luật đó nha, bữa rồi nào vậy tôi phạt anh là á, vậy. nó không phạt cái tôi cũng vấn phạt đề anh nữa. là cái vấn đề là không phải là đi phạt nữa, một cái vấn đề đó là anh có anh chỉ có đeo như tôi chỉ đeo có một lỗ tai, tôi đâu đeo hai lỗ tai đâu. Trời, vậy vẫn nghe được nè, tôi vẫn đeo có một lỗ Rồi tai ok. thôi, vẫn nói chuyện, Rồi vẫn nói chuyện ok. ra chỉ Rồi vậy rồi rồi. thôi. Tớ chỉ có cái là nó không có rớt ra thôi. Tôi bị rớt ra rồi, tôi bị rớt ra mấy lần rồi, mà ông biết nhiều khi khổ á, nó rớt xuống cái chân mình, cái mình đem mình đạp lên cái nó bể đó. Cái đó là tôi bị rồi, vậy Rồi. thôi. Rồi. Rồi, Không không, sự tôi thật là chấp nhận lời giải thích của anh. Ok, tôi anh muốn không có xài gì anh chê gì. xài. Không có, hồi xưa tôi không có cái đó Không, bây giờ mà, hồi xưa tôi cũng mua nó rồi, đeo rồi. tôi không có Nhưng mà chê. biết sao không? Mà cái lỗ tai tôi nó nhạy cảm lắm, tôi thiếu mang vô mà mệt quá thì tôi mang kiếng nữa, thế ra phải không, khổ lắm. Ở dưới đây rồi mang cái kiếng lên thì nó Không cầm thì cờ cộm tôi chịu cũng được, nó chỉ thôi có tôi giục tiện cái đó ra. thôi nè. Đó, vậy Còn thôi, bây giờ trở ok. lại cái vấn Rồi, đề ok. nè, vậy là mình cứ quên đi cái vụ mà iPod đi. Bây giờ cái vấn đề này nè, tôi có cái thắc mắc nè. Ok, hiện tại bây giờ nè mà tôi đang gọi là đặt câu hỏi rất là nhiều nha, là anh ở tại Việt Nam hiện thời bây giờ đó, năm nay nè, riêng cái năm nay nè, năm 2022 với 23 này nè, là thằng Trung Quốc á nó đem vô trong Việt Nam rất là Rồi. nhiều cái loại xe tràn ngập luôn, xe SUV nè, rồi xe van nè, mà nó chỉ có bán từ 350 ngàn cho tới 700 triệu, tôi nói lộn nha, 350 triệu mà cho tới 700 Ba triệu trăm. tùy theo cái loại xe, đã tùy theo hãng. Và nó cạnh tranh với thằng Toyota, nó cạnh tranh với thằng gọi là hãng xe Nhật rồi này nọ hết á. Đó, thì giờ nó tôi hỏi anh á là bây giờ cái đồng tiền của mình phải lựa cơm gấp mắm đúng không? Bây giờ anh đi mua một chiếc xe mà mới nha, bán tại Việt Nam mà khoảng chừng 350 triệu. Không, không xe điện, xe xe sáng, xe sáng, xe Xe sáng. điện hay xe xăng? Tôi chưa có nói gì tới xe Xe điện hết xăng á. hả? Ok. Thì bây giờ đó anh thấy là mua tại Việt Nam á một chiếc xe 350 triệu, 350 triệu. Thấy không? 400 triệu. Anh thấy không? Nó thoải mái. Bây giờ rất là nhiều người, nhưng mà bây giờ đó là mình bài thằng Trung Quốc đúng không? Mình là đánh chơi với thằng Trung Quốc. Nhưng mà mình phải hiểu rằng á là cái hàng hóa bây giờ anh để ý đi. Từ cái đồ ăn nhỏ mình nói là đồ ăn là Trung Quốc là bỏ vô là toàn là những cái thứ về chất độc không à. Nhưng mà anh thấy hàng ngày không?
người dân của mình vẫn ăn đồ của Trung Quốc, vẫn xài đồ của thằng Trung Quốc. Anh thấy chưa? Đó, thì vậy nên cái câu hỏi đặt ra rằng mình đây, rồi. Mình là những thằng cha yêu nước rõ ràng à. Đâu, nhưng mà mình cũng phải lựa cơm gấp mắm. Chứ bây giờ tôi hỏi anh chỉ có mẹ 350 triệu thôi. Anh có 400 triệu thôi, cho là anh có 500 triệu thôi. Thì làm sao anh mua được cái xe mẹ của nước ngoài mà nó rẻ hơn cái giá 500 triệu. Anh thấy không? Ngay cả những chiếc xe mà nó ráp ở tại Việt Nam nữa. Ok, mà người ta dùng để mà chạy chạy xe ráp, xe Uber rồi ngày xưa đó. Thấy không? À, theo anh, tôi cắt lời anh, tôi nói cho anh nghe cái điều này nè. Có nghĩa là cái người Việt Nam mình đúng rồi, thực dụng. Có nghĩa là anh mua một cái gì đó mà nó tính cách là sinh lợi, hoặc là nó tiện dụng, hoặc nó làm cái gì đó, thì người Việt Nam không ngại. Kể cả tôi nói một cách đơn giản nha, cách đây khoảng 20-30 năm á, từ cái thời anh nhớ cái thời xe rim đầu tiên qua Việt Nam đúng đấy, rồi, cái chiếc xe rim không có đề, chỉ đạp bạch 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 mà đúng trị rồi. Giá chiếc đó là 7 cây vàng ngày xưa thì không ai mua nổi cả, chỉ có đại gia mới mua thôi. Nhưng mà nó cũng nhờ cái chiếc xe Honda Way của Trung Quốc anh, nó bán rất là rẻ, tràn ngập ở thị trường Việt Nam á. Thì cái người lao động Việt Nam cũng nhờ cái xe quay đó đúng mà mới lên làm ăn lên được. Nó ít nhất mẹ lựa cơm gấp mắm. Thì bây giờ theo tôi nghĩ cá nhân tôi á, không khe, người dân Việt Nam không khe. Miễn anh bỏ 300 triệu hoặc 500 triệu ra mua chiếc xe, mà cái xe đó anh xài một năm thôi, nó sinh lợi cho anh hơn cái số tiền kia, là anh cứ mua thôi, anh không có khe. Với lại biết sao không? Ở Việt Nam anh á, Việt Nam mình nó có rất là nhiều cái sự lựa chọn. Anh nghĩ rõ ràng cái phone nó cứ sơn thôi, nhỏ thì nó lớn chi nó mệt. Ở Việt Nam, ở Mỹ chỉ có hai loại phone mà hầu như là nước Mỹ thống trị. Đúng. Thứ nhất là iPhone, thứ hai là Samsung. Đúng. Chẳng có con ma nào cả. Nhưng ở Việt Nam đủ thứ. Nokia, Huawei, Apple, nói chung tất cả nhiều cái tên phone lạ quắc lạ quơ mà tôi không có biết luôn. Đúng. Mà đâu phải rẻ anh. Anh biết Huawei nhiêu không? 40-50 triệu. Mà người ta mua Huawei ta có tiền mua, mà ở nước Mỹ thì không có. Mà nước Mỹ thì chê, đã khá vậy. Tôi nói nghe, ở Việt Nam, ý là mình có nhiều cái sự lựa chọn lắm. Thành ra người dân mình thoải mái. Kể cả máy xuất tu xuất thân làm nghề nghề sửa điện tử và chuyên viên âm thanh, thì tôi biết máy nào tốt, biết máy nào xấu, biết nào nghe hay. Ở Mỹ nó có cao lắm trình độ những cái thương hiệu mà viễn được gì Bose biết rồi. Anh biết ở Việt Nam mình nó có nhiều, ở nước quốc tế nó có nhiều cái thương hiệu về âm thanh rất là mắc tiền mà rất là hay. Cái hàng là Tenor rồi, nói chung nhiều là Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch các cái đủ thứ phải không? Nhưng mà ở Mỹ là gì có, chỉ ở Việt Nam đa dạng. Anh vô nó có phòng mình trưng bày audio Việt Nam, nó tính khủng khiếp luôn. Nội cặp loa không, một cặp loa không là 1 tỷ mấy 2 tỷ. Tôi biết. Đó, thật ra vì là ở người Việt Nam mình có nhiều sự lựa chọn. Cái điều này tuyệt với anh khỏi phải lo. Anh không có thắc mắc cái con mẹ gì. Tao có tiền người ta mua, chạy 3 tháng hơn tao dùng. Dân đại gia không, Việt Nam mình nhiều lắm không, anh đừng có lo mấy chuyện rượu bu vậy. Đây, tôi nói với anh là mấy thằng ba que ở đây, tôi chỉ trình bày anh á, là mấy thằng ba que ở bên này á, nó không có đích, nó hiểu gì hết. Ok, nó không hiểu gì hết, nó chỉ có nói cái câu chuyện thôi, là mẹ bài Trung Quốc rồi, là phải mình phải quýnh thằng Trung Quốc rồi, là đủ thứ. Nhưng mà trong nhà nó xài tợt, trong nhà của nó xài nước tương Trung Quốc với lại ấy, không phải Nguyễn Tấn Lạc ăn gạo. Thôi đây là cái vụ đó, bây giờ tôi nói với anh nghe nè, tôi là em anh, nhưng mà tôi có điều là tôi khiển trách anh cái điều này. Rồi. Cái thằng phố bonsai nó mời anh. Đúng. Đúng không? Thì nó sẽ nói với anh biết là anh sẽ nói chuyện với ai. Đúng. Đúng không? Mà anh biết một cái thứ người mà anh không cần phải nói chuyện mà tại sao anh đi nói chuyện? Câu hỏi đó chính xác. Ok, bây giờ tôi nói anh nghe vậy nè. Ngô Kỷ nè, Nguyễn Tấn Lạc nè, tất cả mấy cái đó. Đó là cái hình ảnh của phố Busa. Cái đây tôi nói là phố Busa là những người ở tại Cali. Chứ không phải cái đài truyền hình. Đó là những cái đúng biểu rồi. Tượng, anh hiểu tôi nói không? Tức là họ coi Nguyễn Tấn Lạc, họ coi gọi là Ngô Kỷ, họ coi đó là những thành trì chống cộng. Đó là những thành trì chống cộng. Thấy không? Thí dụ như là Vũ Huynh Trưởng ngày trước vậy, bây giờ Vũ Huynh Trưởng chết rồi. Tôi cắt lại cho này chút xíu nè. Ý tôi muốn nói cái điều này nè.
con người ta ai cũng có trình độ và ai cũng có ai cũng biết là trình độ kiến thức và ai cũng biết là anh có học hay là không có học, trình độ mình bao nhiêu, người khác bao nhiêu. Anh không thể nào anh nói anh là một người điểm 10, anh nói như một thằng điểm 1 cả, nó không tương xứng. Anh hiểu tôi nói không? Nhưng mà bây giờ tôi nói anh nghe điều này. Bây giờ một là anh không phổ biến, anh không phổ biến, ok. Hai là anh phổ biến. Bây giờ tôi nói cho anh nghe, chứng minh nè. Bây giờ tôi chứng minh cho anh nghe một câu chuyện nè, để cho anh hiểu nè. Ở bên Mỹ nó có hai cái trung tâm, Nga có hai cái trung tâm. Một á, là trung tâm Thúy Nga, cái trung tâm thứ hai là trung tâm Asia, đúng không? Còn mấy cái trung tâm kia không đáng kể, nó chỉ có hai cái trung tâm thôi. Bây giờ anh là ca sĩ, phải không? Anh là ca sĩ hạng nhất, hạng nhì, hạng ba không cần biết, mà anh muốn tới cái độc giả, anh muốn tới khán thính giả, anh muốn tới gọi là những người ta biết với anh. Bây giờ anh đi lên đâu? Anh có được quyền, anh có quyền, tôi hỏi anh có quyền anh không? Anh không có lựa lựa chọn. Có chứ. Bây giờ tôi hỏi anh nè. Có chứ. Tôi có quyền lựa chọn chứ. Tôi lên cái kênh của ông Cầm. Bây giờ tôi hỏi ông Cầm rằng có bao nhiêu người, có bao nhiêu người nghe? Anh thấy không? Bây giờ anh muốn rằng tôi nói cho anh nghe cái điều đó anh khác hơn tôi. Anh cho phép tôi nói chuyện rồi tôi nghe xong rồi. Rồi anh nói đi, anh nói đi. Rồi rồi. Bây giờ tôi nói anh nghe gì nè. Rồi. Ông Tô Văn Lai á là ông mới chết rồi đó. Ông mới qua đời đó. Ông làm cuốn băng rất là, tôi phải nói là rất là bị người ta chống. Ông đang làm ăn ngon lành, tự nhiên ông ra cái cuốn băng mẹ. Anh nhớ cái vụ đó chưa? Rồi cái người ta. Rồi biết rồi. Anh ngồi xuống, ông ngồi xuống đi. Tôi Văn Lai mất rồi đó. Ông Phượng, ông ngồi xuống đàng hoàng đi. Ông không ngồi xuống đàng hoàng, ông té xỉu cái mệt lắm. Ok. Sao không té được? Xin lỗi. Hai thằng tôi là cặp bài chồng là không có té gì chứ. Ok, bây giờ cái câu chuyện này tôi nói rất là nhiều mà ông phải hiểu ra chứ được. Ông Tô Văn Lai á, ông là một người gọi là có đầu óc thương mại, ông là cái người làm thương mại, không có cái chuyện mà cộng sản, không có cái chuyện gọi là quốc gia con khỉ gì đó. Ông là một người hoàn toàn làm thương mại. Rồi, bây giờ tôi nói anh nghe. Tự nhiên ông đang làm ăn đâu ngon lành thì tự nhiên ông làm cuốn băng mẹ ra để người ta chửi ông. Ok, tôi rất là thắc mắc. Tại vì tôi biết ông Tô Văn Lai lâu lắm. Tôi biết ông Tô Văn Lai từ bên Việt Nam rồi. Tôi là ngày xưa đó là tôi phải đi ra ngoài mấy cái kiosk á. Tôi thâu dùm cho ông già tôi. Ngày xưa đó anh biết là mấy cuốn băng thép bự tròn gì á. Nó bằng riêu á. Mấy Akai đồ này nọ đó. Thì tôi có ghé qua chỗ anh Tô Văn Lai cái quầy để thâu băng. Vì vậy tôi biết anh Tô Văn Lai sau đó rồi đó. Khi anh Tô Văn Lai từ bên Tây qua đó. Anh đi bán mấy cái băng cassette á. Đó, là tôi đã gặp ảnh và ảnh từng đi tới thành phố Houston, ảnh từng anh em nữa nào nói chuyện. Thì tôi rất là ngạc nhiên, tôi hỏi ảnh là tại sao ông làm cái cuốn băng gọi là để cho người ta chửi ông lên, ông đang làm ăn ngon lành, tự nhiên ông làm cái người ta chửi tùm lum hết, người ta đã phá. Anh biết cái câu trả lời của ông Tô Văn Lai, mà khi ông Tô Văn Lai trả lời câu đó thì tôi mới hiểu được. Tôi mới hiểu ổng là tôi mới phục ổng. Ổng nói với tôi rằng á, bây giờ giữa 2 triệu người và 85 triệu người, giữa 2 triệu người, tức là 2 triệu người ở hải ngoại, lúc bây giờ mới có 2 triệu người thôi, và 85 triệu người trong nước, anh phục vụ ai? Bây giờ anh ngồi đó anh phục vụ ai? Anh phục vụ cho 2 triệu người ngoài này hay là anh phục vụ 85 triệu người trong nước? Anh thấy chưa? Đó, vì về cái câu trả lời tôi nói anh nghe. Anh cho nhưng mà cái đó anh nói cũng hơi sai chỗ này. Bây giờ đó tôi không lên thành phố Bô Sa. Ok, bây giờ cho là không lên phố Bô Sa. Bây giờ anh cho tôi biết là có cái kênh nào cho tôi để tôi lên không? Kênh ở ngoài này chứ không phải kênh trong nước. Kênh trong nước là không thành vấn đề rồi. Kênh trong nước thì tôi liên lạc với là VOV, tôi liên lạc với HTC, VOV. Ok. Chị, không có liên lạc chứ. Tại sao kênh tôi ông không lên? Tại sao kênh tôi không lên? Tôi đang lên nè. À thôi, lên rồi từ từ. Bây giờ anh hỏi tôi có sự chọn lựa này không? Tôi sẽ nói nếu là tôi là ca sĩ, tôi nói cho anh nghe, nếu mà anh có một cái đầu óc mà anh cảm thấy là tôi nó bậy quá, tôi đi rửa chén, tôi đét cái thằng nào rủ má đi vô tôi cầm con bè gì hết. Phổ biến. Được không? Bây giờ tôi chỉ nói anh nghe. Bây giờ tôi chỉ nói anh nghe. Bây giờ anh phổ biến, anh muốn phổ biến cho sâu rộng, cho nhiều người hiểu biết
cho nhiều người người ta nghe. Ok, mà bây giờ anh đi, anh lại đi vô một cái kênh không có ai nghe hết. Cái số người nghe, ví dụ chừng 100 người hay là 1000 người, tôi hỏi anh thì tôi vô để làm gì? À, vì vậy nên anh phải hiểu. Bởi vì... tôi nói anh nghe nè, tôi làm kênh nè, tôi cũng có cái kênh nè. Nhưng mà cái số người mà vô cái kênh tôi để mà nghe tôi nói chuyện á, nó rất là ít. Ok, mà bây giờ tôi không có phải là cái người đi làm mỗi ngày đi làm YouTube để bành trướng lên cho cả 100.000 người nghe. Đó, thì bây giờ tôi phải đi mượn, giống như tôi là một ông ca sĩ. Ok, mà tôi hát hay thì tôi đi từ từ gọi là cái nhà hát này qua tới nhà hát khác. Cái đó, khoan, tôi nói cho anh nghe là tôi nói cho anh nghe không phải vì cái chỗ anh lên với tôi, ông cái thằng chó đẻ đó mà tôi nói, nhưng mà tại vì sao? Có cái mặt của anh và có cái lời nói của anh ngay trên cái giềng đá và với người đó, và anh có tính cách là anh binh vực về vấn đề Việt Nam, thì chính nó lại đem ra một cái người của Việt Nam để chửi. Đó là cái cớ, anh nghĩ tôi nói, đó cái cớ. Khoan, anh cho ngay chỗ đó là anh em mình nói chỗ đó. Tôi có lên hay là tôi không lên thì thằng cha Nguyễn Tấn Lạc nó vẫn chửi. Tôi đã nói anh nè, nó vẫn... không ai là không biết ai cũng biết cái điều đó hết á, nhưng mà anh tạo cơ hội cho nó. Kỹ tôi nói, khi mà họ chửi như vậy á thì anh mới thấy là cái sự thấp của mấy thằng cha ba que. À, tại vì thằng cha này là một cái thằng cha điển hình cho cái cộng đồng ba que ở bên này. Ok, cái cộng đồng ba que thì bây giờ anh không nên anh tranh luận. Ok, bây giờ tôi hỏi anh, bây giờ anh đi anh tranh luận với ai giờ? Trời, anh tranh luận cái gì? Anh tranh luận với một thằng đuôi, một thằng điếc mà anh tranh đi anh, tranh luận. Bây giờ tôi nói. Tôi anh bởi vì thôi bây giờ tôi dẹp cái quan bên. Bởi vì cái tính cách của anh khác tính cách tôi. Không phải để tranh luận với ông Nguyễn Tất Lạc. Cái mục tiêu tôi không phải đó. Cái mục tiêu của tôi là để giới thiệu. Anh nghe kỹ nha. Khi tôi làm ra cái gì đó tôi giới thiệu. Ví dụ bây giờ tôi nói anh nghe, ngày mai tôi có một cái mì. Ở đây mì gói, tôi có cái mì gói tôi muốn nhiều người ăn. Ở đây mà bây giờ tôi muốn cho nhiều người biết tới cái hãng, cái gói mì gói của tôi phải đi tiến một cái kênh người ta quảng bá sâu rộng. Còn cái thằng đó lên nó chửi, nó nói mì gói tôi dở quá, mì gói tôi là của Trung Quốc, mì gói của tôi là toàn là chất cái. Cái đó nó khác xa hoàn không, toàn không, anh. Cái này vấn đề chính trị. Bây giờ tôi nói anh nghe. Và anh khoan, không? Tôi nói cho anh nghe. Không. Giờ tôi đi lên trên đó. Ok, tôi nói anh nghe à. Tôi lên trên đó chỉ có trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Có 60.000 người xem. Ok. Bây giờ thì nó gần 100.000. Thì cái thằng Đỗ Hoàng Lân thì nó cũng chờ được nhiều hơn, cái mong ước của nó là chỉ đó thôi, câu view câu like thôi. Trời ơi, tôi nói anh nghe nè, thôi anh nghe kỹ nè, cái vấn đề không phải là Vũ Hoàng Lân mà cô không cần thiết là bây giờ tôi nói anh nghe nè, cái vấn đề là nó để nó quảng bá sâu rộng, cái mục tiêu của tôi á, là để cho nhiều người biết. Ok, nhiều người biết hiện thời bây giờ đó. Tại vì anh phải biết cái mục tiêu của tôi. Cái mục tiêu là tôi lập ra cái con cháu Bác Hồ để làm gì? À, tôi phải muốn nói cái đó ra. Tôi tại sao con cháu Bác Hồ? Tại sao không phải là cái gì khác? ABC là cái gì đó? Cái đó là cái phương tiện tôi dùng, cái phương tiện. Còn cái chuyện Nguyễn Tấn Lạc hay là cái chuyện Ngô Kỷ hay là cái chuyện ông nào, tôi không care. Tôi không cần nó không nói chuyện với tôi, nó không chửi, nó cũng chửi. Cái chuyện đó là người ta biết rồi, ai người ta cũng biết cái điều đó hết. Mà nó càng chửi chừng nào đó, tôi nói cho anh nghe gì nè, nó càng chửi chừng nào đó. Ok, thì càng nhiều người với dòm thấy cái bản mặt của những thằng ba que. À, cái đó là cái bây giờ tôi đồng ý với anh cái điều đó. Nhưng mà tôi là tôi thì thằng gọi là cha gọi là Việt Tân á. Tại sao nhiều người biết nó? Anh thấy chưa? Nhiều người biết nó là tại vì nhiều thằng chửi nó. Người ta chửi nó mà làm cho nó nổi tiếng. Anh hiểu chưa? Bây giờ tôi nói anh nghe nè. Tôi không muốn nói tên nè. Có một thằng nhỏ trẻ tuổi. Năm đó nó chỉ mới có chưa tới 30 tuổi. 20 mấy à? Chưa tới 30 tuổi. Nó chưa ai biết nó là ai hết á. Ok, nó mới ra trường. Nó đi học. Nó còn là thằng sinh viên mới đi học ra trường. Nó không biết là ai biết gì nó hết.
nó chỉ ngồi nó nghĩ ra, ok, là đây là một chuyện sự vô tình thôi, nó nghĩ ra, cái nó nói là bây giờ đó để cho nhiều người biết nó, anh biết nó làm gì không? Nó kiếm cái mặt trận Hoàng Cơ Minh, nó tạo kiếm mặt trận Hoàng Cơ Minh, nó quýnh mặt trận Hoàng Cơ Minh, tự nhiên cái nhiều người biết tới nó, anh thấy chưa? Bây giờ đó, bây giờ tôi nói anh nghe nè, ngày xưa đó, lúc mà thời của tôi á đi sinh hoạt đó, đâu có ai biết Nguyễn Tấn Lạc đâu, đâu có ai biết Ngô Kỷ đâu, ok, nhưng mà tại vì nó cứ la lố ông sùm, rồi người ta biết khi người ta nghe cái đó rồi, người ta biết chưa cái gì á, tôi nói anh nghe nè, ông Nguyễn Tấn Lạc đó rồi, chưa tôi mở, hiểu, tôi hiểu, tôi ông Nguyễn Tấn Lạc tôi chưa hiểu mở anh nói là người ta đã biết ông Nguyễn Tấn Lạc nói gì rồi, cái đó không phải cần, tôi không cần thiết. Tôi hiểu ý anh, đó là tôi nói anh nghe, không biết, nhưng mà tội mỗi người có một tính cách anh là như vậy thì tôi cũng không, ok, tôi cũng chấp nhận cái lời nói của anh, ok, tôi không có gì phản đó, kháng cả. Tôi chỉ cần tìm cái phương tiện rồi ok. Không lẽ bây giờ tôi hỏi anh, tôi đi lên kênh của ông nhà báo gì ở California, tôi biểu tôi để tôi quảng cáo, nó cái đó vô lý, không? Vậy vậy nên. Không, anh thấy rồi, là ok, rồi, ok, tôi, anh để tôi nói, anh để cho tôi nói chút, anh cứ dành hoài, mệt quá. Để tôi nói cho anh nghe nè, đó là tính cách của anh và cái lối đường lối của anh làm thì ok, tôi cũng chấp nhận thôi, bởi vì tôi không phải là anh, nhưng mỗi người có tính cách của tôi thì nó khác. Những cái live stream của anh trên cái sofa, phố Bonsai TV đó, ai đúng, cũng biết Nguyễn Tất đúng, Lạc cả, không có riêng đúng. Gì anh, ai cũng biết cả, từ xưa giờ vậy. Mà cái ý tôi muốn nói cái điều là tránh về có vì nói chuyện với anh cho nên ra công Nguyễn Tấn Lạc này nè, cái ổng này coi như là đuôi mù á, cho nên là vì ổng biết nhục mạ một vị lãnh tụ của đất nước mà người dân trong nước lại đang phẫn tức, đây có nghĩa là đây cũng vì tôi ông nói, anh nói chuyện này với Nguyễn cho Tấn Lạc đây là okay. Để anh chưa tôi nói anh đưa, okay. Để tôi nói hết, cũng vì cái like đó mà người dân trong nước hiện giờ đang sôi sục, có nghĩa là họ chửi Nguyễn Tấn Lạc rất là nhiều và luôn không cũng sao chửi anh luôn. Không sao, anh là một cái cớ ông, anh tôi nói không sao thì tôi thì anh chuyện đó tôi không quan trọng, mà quan trọng ở cái chỗ là tôi chắc năng của tôi này là có nghĩa là gì, anh đã biết một cái kẻ như vậy rồi mà anh vẫn lên ngồi chung là tôi thấy không, tôi không được, là bởi vì sao, tôi đã từng nói hồi nãy đó, anh không bao giờ nói một cái thằng mà thấy đó. Còn riêng cá nhân tôi thì khác à. Riêng cá nhân tôi là tôi cọc cằn thô lỗ lắm. Tôi cảm thấy thằng đó mà tôi không có xài là tôi không có chơi và tôi cũng không thèm dòm mặt không, bây đừng giờ có mà nếu bờ ngồi nói nếu chuyện mà anh như vậy anh á, không tính thì cách anh sẽ đạt không đạt được cái mục tiêu. Ừ, ủa tôi đã có đạt với đâu, tôi chứ không, tôi đâu có không đạt, đúng tôi không rồi, làm chính trị, anh không tôi chẳng làm, làm bây chính giờ trị, tôi không màng chính tôi trị, nói này tôi cho không anh cầm nghe nè, bây giờ tôi nói này cho anh cầm nghe, ok, anh không làm cái vấn đề đó thì tôi không trách gì đó, ok, cái vấn đề anh có biết rằng á là sau khi tôi lên với là trên phố Bô Sa đó, có một cái em á, tôi nói anh nghe, có một cái em á ở Tú, ở bên anh biết ở đâu không, ở bên Phi Châu, ở bên Phi Châu nó text cho tôi, nó lên trên đó nó kiếm ra được cái Đức Đầu Bạc, nó text cho tôi, ok, nó text cho tôi, nó nói với tôi rằng anh Đức à, bác Đức, nó kêu là bác Đức con ủng hộ bác, con thì lâu lâu á thì con lâu lâu á, cái ý con lâu cái ý lâu á cái ý của con mới anh thì lên tôi con nghe phố Vô Sa, bây giờ ngày hôm nay bác Đức làm cái hội con hoàn toàn ủng hộ bác. Về cái chuyện mà ông Nguyễn Tấn Lạc không, đó cái thì ý như anh là vậy ý nên tôi tốt, nói tôi anh á hoàn là cái ý anh anh có là biết hoàn rằng toàn chính từ xác, bữa hôm tôi mà tôi lên trên đó, anh ngoại trừ những người đã từng ủng hộ tôi, những người đã từng ủng hộ tôi thì không nói, từ cái bữa hôm mà tôi lên đó đó, tôi có thêm cả, tôi dám nói với anh có thêm cả bao nhiêu chục ngàn người, ok, biết về cái hội đó. Vậy thì tôi hỏi anh làm sao tôi làm được, tôi làm sao mà tôi làm được, ok, tôi không làm được, tôi không làm được cách nào để mà tôi truyền bá được cái ý tưởng của tôi truyền bá được con đường của tôi đi. Mà con đường của tôi đi á, bây giờ anh đã đón xem ngày thứ ba này nè, anh nghe kỹ nè, ngày thứ ba này, ok, đó là ngày sinh nhật của tôi đó, tức là ngày 9 tháng 8 á, anh sẽ nghe được là lý do tại sao, ok, lý do tại sao mà ông Đức Đầu Bạc làm cái hội con cháu Bác Hồ đó, thì bây giờ anh đoán đi, okay. Bây giờ anh mà làm ơn dùng, bây giờ anh làm ơn dùng, đây là tôi với anh là anh em rồi đúng không, mình là hai anh em rồi, mình không có cái gì để mà phải ấy hết á,
Thì bây giờ tôi nói anh đón xem ngày tối thứ ba, ok ok, tức là giờ giờ bên Houston đó là 9 giờ. Thôi mệt quá cha quá đi, cái gì tôi biết rồi ông ơi. Đó, ông Việt Nam phải không? Tôi đâu về Việt Nam, tôi lên phố Busa. Busa hả? Tôi chưa có nói, tôi nói hết. Tôi sẽ giải thích cho, tại vì tôi nói kỹ anh nghe nè. Nguyễn Tấn Lạc là Nguyễn Tấn Lạc, ai cũng biết Nguyễn Tấn Lạc là ai hết rồi, ai cũng biết Ngô Kỷ là ai hết rồi. Cái chuyện đó nó không phải là vấn đề. Vấn đề rằng là tôi đi tới đó để tôi mượn cái phương tiện của phố Bô Sa để truyền bá thông tin, tôi đi thông tin. Mà bây giờ anh không cho tôi thông tin nữa, anh biểu tôi đi chỗ nào bây giờ? Không có tài. Thì nãy tôi nói đó, cái tính cách của tôi nếu mà tôi thông báo cái này ở trong nước á, ở đài gọi là VTV đó, thì nó nói đây là đại hội của cộng sản, ok, là chật lất hết tất cả những cái câu chuyện đó, nó không có để mà tôi sẽ gặp những cái khó khăn. Vì vậy nè, đây tôi chỉ nói thẳng với anh á, ok, cái câu chuyện của tôi là tôi cố gắng để phổ biến càng nhiều người trên thế giới này, từ xa tới gọi là tôi đã nói anh là tới Phi Châu rồi mà, chứ không phải là ở Âu Châu. Ở Âu Châu thì họ nghe rồi, họ biết rồi, những anh em ở bên đó. Thôi được rồi, thôi được rồi, tôi hiểu ý anh rồi, nhưng mà tánh tôi thì khác tánh anh, có nghĩa là tôi đã không thích là tôi bóp, tôi không có thèm nói chuyện, anh nghe thì là bởi vậy tôi mới nói về chuyện anh làm thì anh làm thôi. Tôi nói này một cái điều này cho anh nghe nè, ok, là nhiều người nói với tôi rằng á là anh Nguyễn Phương Hùng á, mà anh mà đi giao du với ổng á, là ổng sẽ một ngày ổng sẽ chửi ông. Thấy không? Mà đúng y chang vậy. Tôi không đi lên trên kênh của ổng nữa, ổng chửi tôi, ổng chửi tôi thậm tệ luôn. Đâu sao đâu. Thì cái đó nó chỉ lòi ra là để cho những người khác người ta nói nó là chúng. Nếu mà tôi lên kênh ổng, ok, mà không lên. Rồi ok rồi. Mày gửi yêu cầu lại đi, cứ sáng vậy ta, mày gửi yêu cầu lại coi ta. Mày gửi yêu cầu lại đi. Ok thôi được, tội gì với anh rồi, thôi bỏ qua. Rồi. Thôi chuyện đi, không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Mình đi qua đề tài khác. Rồi. Thôi được rồi, bây tôi nãy giờ cũng lâu rồi. Ok. Cười sáng với Tân đâu gửi thì có tôi nói chuyện bữa nay á là nói chuyện tôi anh thấy cái chủ đề tôi không? Nghe đây. Chào anh Cầm, chào anh Đức. Khỏe không? Lâu quá gặp, tưởng đi Mỹ, tưởng đi Mỹ hết rồi chứ. Khỏe. Đó, đi Mỹ rồi nói tiếng Việt là cũng là còn ngon rồi. Ok. Thấy em nghe anh quảng cáo cái đề tài bữa nay của anh là cà khịa đúng không? Cà khịa. Trời đánh. À đúng rồi. Cà khịa cho bà em, ví dụ như không đồng ý anh có đuổi em xuống không? Đúng rồi. Không sao, đuổi xuống. Tao càng lắm, đuổi xuống luôn. Đuổi quá, tao không thích là tao đuổi à. Rồi. Là sao vậy? Thôi, mày nói đi. Được. Mày nói đi. Không, chưa có nghe gì chứ mà đuổi gì. Bữa nay là cà khịa mà. Không đồng ý anh ơi. Quá, muốn nói gì nói đi. Nói là nước Mỹ phạm nhiều tội ác quá, thành ra bị trời đánh. Nhưng mà anh nói với em không đồng ý là tại vì sếp đánh trúng ba người kia nó đâu có liên hệ tới chính phủ đâu anh. Trong khi gia đình người ta bị mất mát ba thì người, đồng ý ngồi cứ cười. Hồi nãy bảo nghe tao nói hả? Em hiểu ý đó không? Tao mày không đồng ý, tao cũng đều người ta chết mà hiểu. Nhưng mà tao nói là nghe, thì tao nói mày nãy đó. Trong cái vở kịch gieo sò ốc hết cũng đó. Cũng là đang cà khịa đó, cũng là không đúng. Thôi, đó, bớt đi. Đúng, đúng, bởi vậy mày né qua, mày... mà né qua mà né lại người đó, người ta không có liên hệ đến cái đám mà của bà đồng ý quá. Tao đó là cà khịa mà mày sẽ vô duyên vậy, người ta bị accident ta chết, anh ngồi đó anh cười hổ cho được anh, cho nên em không đồng ý cái đó. Ok, giờ anh có đuổi em xuống. Ủa, không đủ duyên Việt Nam chết. Ông Cầm ông chưa, ông Cầm không thấy quan tài chưa đổ lại không, thì anh cà khịa kia. Thí dụ như tao thấy hoài đánh trúng cái ông Biden hay là trúng mẹ Nancy hay gì đó, ok anh ngồi anh cười.
còn gì phải nói được, cái đó thì đủ mà, cái đó làm gì còn gà khịa nữa, cái đó là thật thì cái đó là anh ta hổ mà anh cười một khoáng nữa. Nhưng mà cái này là người dân, người ta đâu có liên quan gì đâu, người ta bị xét đánh mà anh ngồi tao mà châu yếu mày, tao đâu có nói người dân, cái chủ đề của ta là gây cái tòa nhà chán, chứ ta đâu có nói là cái chuyện mà người dân chết, người dân chỉ là phụ thuộc thôi. Cái đám hủ hóa chính cái gì Mỹ nó làm sai như thế thì bây giờ chẳng lẽ bây giờ người dân người ta đâu có liên hệ đâu, tự nhiên người ta phải chịu à? Tự nhiên cái mình ngồi đó mình condemn có nghĩa tiếng Việt gọi cái gì anh Đức, và có nghĩa là mình nguyên rủa người dân Mỹ. Đúng rồi, người dân Mỹ đâu có người dân Mỹ vô tội anh. Nãy giờ mày thấy tao nghiệt, tao đâu có nói nguyên rủa dân Mỹ đâu. Ok, chối vậy đâu quá, okay, thôi rồi, đâu chối. Tao nói đó, chương trình này, okay, chương trình này rồi trong đi rồi, ok đâu quá không? Không đồng ý tao mà cười những người đó. Ok, cười thôi, làm như vậy. Okay, bây giờ nói về đề tài, bây giờ để hỏi tại sao Nancy Pelosi đi Đài Loan thì mỗi người đều có một quan điểm khác nhau, đúng không? Em thì em cũng có cái quan điểm của em, thì em nghĩ Nancy Pelosi đi Đài Loan chả có một cái mục đích gì ngoài cái vấn đề cá nhân. Theo em nhận xét thì vấn đề cá nhân, tại vì vấn đề cá nhân này liên hệ đến cái thời gian mà đúng rồi, mà ông Donald Trump ông còn là tổng thống, thì bà tính kéo gia đình bà đi sang châu Âu, mà ông Donald Trump ông không cho. Bà quê chim, bây giờ bà trả đũa cái ego của bà, cái tự ái của bà. Thì bây giờ bà kéo tàu bè máy bay lung tung sang Đài Loan, tốn tiền thuế của ta 90 triệu, cái đó vô lý đó. Em thấy cái đó mấy anh nghĩ sao? À, Đức nghĩ sao? Cái đó bà đi. Bây giờ đó thì thứ nhất á là bà Nancy Pelosi á, là tất cả mọi người cũng phải đồng ý với tôi rằng á là bà Nancy Pelosi á là bà cá nhân, đúng không? À, anh thấy là lúc mà ông gọi là Donald Trump mà đọc bài diễn văn, bà xé mẹ nó đi. Ok, bà lúc nào bà cũng show rằng là bà là một cái người có quyền lực. Đó. Không, Đức cho em nói cái này. Bà xé cái đó. Bà đáng lẽ bà sẽ không xé. Nếu đáng lẽ bà không xé cái đó, cái xé cái đó ra nó sẽ không xảy ra. Nếu mà ông Donald Trump ông đừng có ông bắt tay bà. Đúng bà, rồi. Ông lờ đi, ông không bắt tay bà. Thì cái con người bà này tuy là già nhưng mà rất là tiểu nhân. Đúng bà quê chim á, thằng đó bà xé đó. Bà chỉ muốn chứng minh là bà là một người có quyền lực. Ok, bao nhiêu năm nay rồi bà đi vận động cái chuyện này chuyện nọ đó là để cho bà được làm gọi là chủ tịch hạ viện. Bà chỉ có muốn quyền lực thôi. Ok, chứ còn cái chuyện này á là anh thấy rằng á bây giờ cái đảng dân chủ nó đi rất là thấp, mà bây giờ sắp sửa tháng 11 này á là bầu cử. Đó mà bây giờ cái điểm của đảng á, mà ông tổng thống Biden là xuống thấp quá rồi. Thì bây giờ đó là phải gỡ gạt, thì mà không biết viết gỡ gạt chuyện gì. Bà đi sang Đài Loan nó chả có một mục đích gì hết, chả có một ích lợi ích gì cả. Không, chỉ ngoài thì... theo quan điểm của em là chỉ có để mà bà gỡ gạt lại cái ego của bà ngày xưa bị ông Trump chơi quê. Em nghĩ là chứ còn chả có mục đích chính trị gì cả. Em quan điểm của em vậy. Không, bà cũng vận động tiền bạc đó, bà cũng vận động. Nếu mà không có mục đích gì, tại làm sao mà nhà nước Mỹ bà là above the law, đúng không? Trên pháp luật thì bà cũng đi vận động tiền đó. Tức là bà cũng muốn người Đài Loan gọi là hỗ trợ cho những cái quỹ vận động tranh cử ở tại Hoa Kỳ. Bà là người đi vận động đó. Như vậy nên cái chuyện là bà không phải là bà chỉ đi làm cho cá nhân bà, không, bà còn làm cho đảng dân chủ nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Anh Đức, anh cầm anh em nghĩ là như thế này, bà đi qua, anh nói đúng, bà đi qua Đài Loan, bà gây cái sự mâu thuẫn như thế, để bà lại tiếp tục dùng Đài Loan cũng giống như ở Ukraine đó, là cái nơi để bà rửa tiền, kiếm tiền, okay. Đúng rồi. Ví dụ như đúng. Bây giờ bà sẽ đề nghị quốc hội á, đúng rồi, đưa 30 tỷ, 50 tỷ sang Đài Loan, tại vì Trung Quốc đang dọa Đài Loan cũng nhiều quá, nhưng mà anh biết rồi mà, nếu đưa 50 tỷ qua bên đó thì 90% hơn là chạy ngược trở lại túi tụi nó. Đúng nhé. Còn nó thí cho Đài Loan khoảng 1 tỷ hay là mấy trăm triệu gì đó. Ok. Trên đó nó đúng. Cái đó cũng là một cái em trông thấy. Nhưng mà để em nói cái này về cái ông Tập Cận Bình, cái cách mà cái reaction
có nghĩa cái phản ứng á, phản ứng của Trung Quốc thì em thấy hơi dở. Hơi dở là họ nên, họ là nước lớn, nước mạnh trên thế giới, nhưng mà họ phải chơi cái kiểu giống như là khiêm nhường trong đó. Đằng này họ cứ đe dọa tùm lum hết. Bả chưa đi đe dọa nào là sẽ bắn này nào không nên. Thà là mình đe dọa nhưng mình làm được. Giống như Nga nó không nói mà làm. Còn Trung Quốc nói mà không làm. Có nghĩa là bả chưa đi mà cứ đe dọa tùm lum. Nhưng mà Trung Quốc nó cũng phải sợ. Nói vậy chứ rồi. Nó bây giờ nó găng ra thì đánh nhau với Mỹ. Hiện thời giờ tôi không nghĩ rằng là tôi nghĩ là thằng Trung Quốc dám làm cái chuyện đó. Không, em hiểu điều, em hiểu điều đó. Em không đánh đâu mà thằng Mỹ có, nhưng mà nó không nên đe dọa, không nên địch. Nhưng mà nó vẫn phải bây giờ cái sĩ diện của nó trên thế giới không, nó cũng phải cái sĩ diện. Nhưng mà chút cuộc giờ mình đe dọa mình làm được thì thằng ra nó cũng hơi về vấn tính cách ngoại giao, thì nó thằng ra nó mất điểm đi anh. Em nghĩ là không nên làm thế. Nhưng mà thằng Trung Quốc bây giờ đó thằng Trung Quốc bây giờ đó là nó chỉ muốn là để gây những cái chuyện xào xáo đó, chứ không phải là không đâu. Nó cũng phải chơi thằng Mỹ, gây ra những chuyện xào xáo để cho thằng Mỹ phải dính vô nhiều chuyện lắm. Nhưng mà cái chuyện là bà Nancy Pelosi đi á, là nó để cho cái đảng thôi, cái mục tiêu là của đảng thôi đó. Cái tiền bạc cho đảng là cái chuyện quan trọng trong kỳ bầu cử kỳ tới này nè. Để cho người dân thấy nè, tại vì người dân Mỹ á, họ chỉ muốn nhìn thấy là Hoa Kỳ là số 1 thôi. À, mà bên cái ông gọi là Donald Trump á, thì ổng Mỹ dân. À, ổng đưa cái chiêu bài là America là great again rồi này nọ, là để cho nước Mỹ rồi này nọ, cái đó là cái Mỹ dân. Và trong khi đó bên đảng Dân Chủ á, thì không có gì hết đó, đảng Dân Chủ không có gì hết thì không được. Vì vậy nên bả phải đi để mà, còn trong khi ông Biden thì yếu quá, ông Biden thì không có khả năng đó. Ông Biden đối với là bên Tập Cẩm Bình là không được gì hết đó. Thì vì vậy nên cái điều mà bà Nancy Pelosi thì đi là tôi nghĩ là cái vai trò cho đảng là tốt nhất đó. Không có ai tốt bằng, tại vì trước đó là cũng có hai người thượng nghị sĩ đã đi rồi đó. Thì không nên... đi cái kiểu mà đem tàu chiến đi rồi máy bay này kia chiến đấu thì mà. nó chỉ khoe khoang thôi. Cái đó là chỉ phải khiêu khích, làm căng thẳng. Thì em biết là sẽ không có chiến tranh xảy ra đâu, nhưng mà vẫn cũng không có, em thấy cái đó là hoàn toàn là Mỹ là rất là ngạo mạn, mà làm cho Mỹ là chuyên môn làm cho thế giới là bất ổn định đó, theo cái quan điểm của em. Cái đó là cái quan trọng, cái đó là chính. Đó, đâm bị thóc mà chọc bị gạo. Nó phải làm như vậy thì nó vẫn hưởng lợi được chứ. Nếu tôi hỏi ai, bởi vậy bị trời đánh đó, mình đừng có lầm á, là ông cầm gì nó khói, ông thấy ba người dân vô tội bị chết, ông cũng cười hoài mệt ông thiệt đó. Tao không có là bà người ta vậy, ông hiểu rồi, bên Việt Nam thành ra ông không bị trời đánh phải không? Bây giờ hiện tại giờ còn đang ở Việt Nam, em thấy đúng rồi. Nó biết mà. Thấy Trung Quốc, tự cái bản thân Trung Quốc thì cũng đã là một nước lớn, nhưng mà làm những điều không đúng. Thí dụ như đe dọa mấy nước nhỏ. Thành ra khi mà mình đã làm cái gì đó không đúng rồi thì đừng có trách là gọi là vỏ quýt dây để có móng tay nhọn. Bây giờ thằng Mỹ nó chỉ đe dọa mấy nước nhỏ đi, làm gì có nước lớn nào nó đe dọa. Vậy nước lớn là chỉ có Nga với Trung Quốc thôi, chứ làm sao nó đe dọa. Thấy không? Bây giờ nó chỉ có đi hù. Nó, bởi vậy nên người ta cứ coi là ông Mỹ là cọc giấy mà. Nhưng mà mình đừng có lầm là Mỹ nó làm như vậy là có lợi cho nước Mỹ. Bỏ chữ nước Mỹ, nó chỉ lợi cho cái nhóm lợi ích của nó thôi. Đương nhiên. Ví dụ như cái nhóm lợi ích, đúng, tập chính đoàn xác. Đại tư bản đằng sau các đám hủ hóa lãnh đạo nước Mỹ thôi. Chứ mình đừng có lầm là Mỹ cần phải làm gì tốt cho nước Mỹ, đừng lầm đâu. Còn em thấy á, nhưng mà tuy là em cũng chẳng thích Trung Quốc gì, nhưng mà em thấy cái vấn đề mà Đài Loan đó, trước sau cũng phải trở về với lại đại lục. Em thấy trở về thôi. Thôi. Không bao giờ. Không bao giờ. Tại vì anh à. Có chứ. Sao anh nói quả quyết anh? Cái đó đâu có gì đâu quả quyết được đâu. Tôi trả lời. Tôi chứng minh. Anh có thể nói có thể không bao giờ. Có thể thôi chứ anh đâu nó không. Không. Bây giờ tôi nói điều này cho tất cả mọi người thấy rõ ràng là trước khi mà Trung Cộng á, mà nó lấy lại Hồng Kông á, nó nghĩ khác. Ok, tất cả nó nghĩ khác. Nó muốn lấy Hồng Kông.
nó nghĩ rằng đó là cái nền kinh tế ở Hồng Kông rất là quan trọng. Nhưng mà sau khi lấy Hồng Kông rồi là thất bại hoàn toàn, kinh tế Hồng Kông tất cả. Anh Đức cho em đó là anh sai rồi. Chứ Hồng Kông á, Trung Quốc nó không hề lấy lại, nhưng mà đó là cái tại vì cái hiệp định hiệp ước. Không, nó lấy lại, Trung Quốc có lấy lại hồi nào? Tới hết ngày thì lấy lại. Biết rồi, nhưng mà nếu mà nó để Trung Quốc mà khôn ngoan, nếu tôi là Trung Quốc nè, ok, nếu tôi là Trung Quốc, tôi sẽ để thằng Hồng Kông để làm cái cửa. Bây giờ tôi nói cho nghe nè, ok, để cho tất cả mọi người thấy nè. Tại vì nếu tôi không có ở tại Hồng Kông á, thì tôi sẽ không bao giờ biết. Thấy không? Tại vì người tôi có một người em, ok, người em thứ nhì của tôi đó là làm ăn ở tại gọi là Thượng Hải. Ok, người vợ của nó là người Tàu. Ok, ở tại Thượng Hải và công ty nó đặt ở tại Hồng Kông và Thượng Hải. Thượng Hải thì nó là cái chính của Trung Quốc rồi. Nhưng mà Hồng Kông á, là cái cửa ngõ, cũng giống như là Singapore, là nhiều cái chỗ trên thế giới. Mà tất cả mọi người đó, người ta đổ tiền vô trong đó nhiều lắm. Mà anh biết là khi mà bỏ cái đó, đó là tất cả mấy anh giàu ở tại Hồng Kông á, là nó đi qua bên, nó không vô Mỹ được. Nó đi qua Canada, nó qua Toronto, nó qua Canada, biết bao nhiêu vậy đó. Nó đem tiền đi hết. Có bây giờ đâu. Hồng Kông, bây giờ Hồng Kông đâu có phải là Hồng Kông ngày xưa nữa. Cũng đâu có sao đâu, Hồng Kông là của Trung Quốc. Hồng đâu có sao đâu. Nếu mà anh đã... Anh hiểu cái nếu gì để... của mình rồi, là... Em, của người mình. Này tự nhiên em bất thình lình nó đồng ý anh cầm nha. Đó, tôi là tại vì tôi va chạm cái chuyện đó trên thực tế. Không, vì anh đặt, sao cái, khi... anh đặt sao? Cái quyền lợi cho người dân Hồng Kông. Nhưng mà em nói Hồng Kông á, là mình có thích mà, hay là mình nếu yêu mà hay ghét Trung Quốc thì Hồng Kông là của Trung Quốc tới ngày là nếu mà Hồng Kông á, mà nếu Hồng Kông á vẫn còn là tự trị ở phía mà An Lê hay là ở phía vẫn chơi hoài ông nào dùng ông nói gì binh mấy thằng phương Tây phương vẫn chơi hoài. Để tôi anh sẽ mở anh thuộc địa của Hồng Kông á, anh để cái Hồng Kông á đó trước đó, nếu mà cái tiếp tục á thì cái Hồng Kông nó sẽ khá hơn. Nó khá mà đâu lợi Trung Quốc không? Đó, khá Trung cái gì? Trung Quốc. Có lợi Trung Quốc đâu? Bây giờ tôi sẽ hỏi một câu chuyện thôi để cho anh em mình thống nhất cái ý. Vậy thì bây giờ tôi hỏi rằng á, là giữa Việt Nam và Trung Quốc thì Việt Nam có bị Trung Quốc đánh không? Cả nội không hiểu, đi. Không hiểu câu hỏi luôn á. Ok, câu hỏi rằng á, Trung Quốc á lúc nào nó cũng hăm he để đánh Việt Nam, lấy Việt Nam á, đúng không? Không, nó chỉ có lấy cái đạo lấy và tính chất thôi. Tại sao? Tính chất thì thôi. Tại vì cái bài học của Hồng Kông. Ok, không bao giờ thằng Trung Quốc nó sẽ đánh thằng gì. Tại vì sao? Mỗi năm á, anh nghĩ đi, cái tiền mà đem về cho Trung Quốc từ Việt Nam á, bao nhiêu? Bây giờ nền kinh tế mình nói chỉ là nền kinh tế thôi. Không hiểu hiểu câu hỏi anh hỏi đó. Trung Quốc câu hỏi không... anh hỏi rằng đó rất nhẹ, ý ông nói là giao thương thương mại hả là hai bên đều có lợi. Chả kia ấy, nông sản Việt Nam cần Trung Quốc để mà xuất khẩu, không có Trung Quốc lấy xuất khẩu đâu. Nếu bây giờ mà Trung vậy Quốc, tại sao gọi là mất anh dùng chữ mất là không Việt đúng Nam mất đi Việt Nam là trở thành là Trung Quốc sao trở thành Trung Quốc được ba sao trở thành được. Tôi chỉ ông nội không nói chuyện nhiều cái không có thí dụ. Ví dụ như anh nói chứ có những thí dụ một, không có thí dụ được bằng ba, không có thí dụ được, không bằng ba được đâu. Vậy thì bây giờ tức là anh có thể thí dụ được, anh có khẳng định có những cái anh không thí dụ được. Việt Nam Trung Quốc sẽ không bao giờ đánh Việt Nam không? Không, cái đó thì em không có nói là không. Cái đó là cái sự mâu thuẫn giữa hai quốc gia, cái chuyện đó bình thường. Năm 1979 thì vẫn đánh như bình thường rồi, Hoàng Sa là Trường Sa thì nó cũng vui rồi. Nhưng mà anh nói mà từ Trung Quốc một cái ý định mà coi như thôn tính Việt Nam thì tôi thấy không bao giờ có, không có, không bao giờ có được. Anh trả lời để Duy Tân trả lời. Để Duy Tân trả lời lịch sử của Việt Nam mình cả ngàn năm chứ không phải mình nhìn về trong cái thời gian cận đại này. Nhưng mà để em trả lời là không có thể một nước nào, nhất là Trung Quốc, nó có thể đánh một nước mà mỗi người dân nó đều không thích. Mỗi một người dân của cái nước đó, thí dụ Việt Nam, họ đều không thích Trung Quốc. Không thích đây không phải là không thích về con người, mà không thích cái tư tưởng là Trung Quốc lấy Việt Nam.
làm sao anh có thể thôn tính một cái dân tộc đó được, là mỗi một người dân nó đều ghét, nó đều không thích cái tư tưởng đó, tư tưởng là Trung Quốc lấy Việt Nam còn lâu nên mới lấy được, nó có thể lấy được ngày hôm nay, không có thể không ngày bao mai giờ. Không bao giờ mà cái đó là sử đã chứng minh rồi. Thì mà anh ví dụ kỳ quá, cả ngàn năm rồi. Rồi tôi có không đồng ý, ai đồng ý cho số 1 nước này. À, không đồng ý à. Mẹ tránh tôi cọc cằn thô lỗ, anh mà xúc phạm đất nước tôi rồi tôi cho anh xuống đất luôn á. Biết trước. Cái câu hỏi là thôi. Không chắc là anh Đức anh. Mà anh không hỏi gì khác. Anh hỏi cái câu những cái mà không thể không thể nào xảy ra. Cho anh cầm trả lời để cho người khác trả lời, chứ không phải là tôi đặt câu hỏi là đó là ý kiến của tôi. Hai cái nó khác nhau. Nếu mà mình nói chuyện câu hỏi, hỏi làm cho hỏi. Cho tự ái cách mạng nội dành ranh đây này. Đó, vậy là sẽ trở thành là Nguyễn Tấn Lạc rồi. Sao Nguyễn Tấn Lạc rồi. À có người muốn xin lên nữa nhưng mà có điều thôi. Không có được các bạn. Bây giờ hôm trước Facebook có cho 4 okay, mà giờ rút lại còn có 3 cho anh, ơi. Phát ngôn vài cái nữa rồi em dừng cho người khác. Thôi được rồi thì đi. Em đang nói về cái gì Trung Quốc lấy Đài Loan thì trước sau thì em nghĩ cũng đạo Đài Loan với Trung Quốc một ngày nào đó sẽ nhập lại anh ơi, nhập lại tại vì Mỹ nó chuyên môn đó là nó đâm bị thóc mà chọc bị gạo nó muốn Đài gạo. Loan Trung Quốc chia cắt cũng giống như nó muốn Việt Nam mình chia cắt cũng giống như nó muốn đúng rồi có cớ để nó chạy vào yếu đi nó chia làm yếu đi, ví dụ như nó muốn Đại Hàn Bắc Hàn Nam Hàn chia đôi vĩnh viễn ok làm gì có không bao nhưng, giờ nhưng cho không bao giờ trong cho quá khứ đó, mặc dù người dân họ rất lợm miền Bắc và miền Nam chia đôi vĩnh viễn như vậy á nó đã thất bại hoàn toàn đúng mà cái đó là một cái tự hào của mình cho nên bên đó nó không có đơn giản mà được như thế mà tại vì cha ông mình đã bỏ biết bao đổ xương máu xuống em xin lỗi anh Đức là tại vì nó có gia đình của anh là phía bên miền Nam cũng như gia đình miền Nam thôi cũng phía bên miền Nam thôi nhưng mà cái gì sai thì mình phải trông thấy sai chứ không phải vì cái là vì đúng chơi đúng cái không nhân... phải không phải vì cái chỗ mà mình đi theo họ rồi cá nhân cái rồi. Sai cũng thành đúng luôn rồi tôi rất là ghét mà mình có được mà các nước ví dụ như Nam Hàn Bắc Hàn không được là mình thống nhất đất nước và nhập được có độc lập và thống nhất đất nước còn Bắc Hàn Nam Hàn nó là một dân tộc nhưng mà nó chia đôi không đến biết đến ngày nào thấy không cái đó cho nên nước Đài Loan đảo Đài Loan Loan với lại Trung Quốc cuối cùng thì cũng sát nhập thôi Mỹ cũng về thôi cứ thọt chứ em biết mà cái con mẹ tổng thống ấy gì của Đài Loan chỉ là tay sai của Mỹ thôi. Anh có đồng ý không anh Đức chính xác anh không đồng ý không cho số 2 rồi đó đi không đồng ý không bây giờ tôi nói bởi vậy đó là lý do mà nhiều người không hiểu nếu bây giờ tôi không đề cập cái đó ra thì làm sao biết được ý kiến của Bắc Cầm không thì tôi đâu có ý kiến của tôi thì tôi nói với anh rồi anh em mình đây là cái chuyện cà khịa đi vậy nó chỉ cà khịa thì không nêu ra những cái câu chuyện thì làm sao biết rằng cái mình muốn trình bày cái chuyện như thế nào cái đó chỉ là cái ý tưởng thôi cái đó chỉ là một cái câu hỏi thôi chứ không phải đó là ý tưởng của tôi vì vậy nhiều người nói là tôi nói là lu su bu quá không có ai hiểu gì hết tôi chỉ đặt ra một cái câu hỏi là tại sao mà Trung Quốc không đánh Việt Nam cái câu hỏi đó là bao nhiêu biết bao nhiêu người hỏi rồi và biết bao nhiêu người trả lời rồi mỗi người đều có trả lời một cách khác nhau thì mấy người cờ vàng mấy người cờ vàng họ đưa ra mấy câu hỏi đó không anh? Không, không phải mấy cái người cờ vàng đưa cái câu hỏi đó mà đó là cái câu hỏi mà ở tại không biết cần biết là người cờ vàng cờ đỏ nhưng mà đó là cái câu hỏi của bất cứ một người nào có lúc nào người ta cũng nghĩ rằng đây à tôi nói là khi mà trả lý do thì Trung Quốc tôi trình bày ra khi mà tôi đi chuyến Trường Sa đó thì cái giàn khoan á 981 á nó kéo vô
không? Thì tôi và anh Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn sẽ nói là không biết là nó vô như vậy á là nó sẽ gọi là gây chiến cho mình. Và lúc bây giờ tôi đã gọi là bảo đảm rằng á là không bao giờ Trung Quốc sẽ đánh. Ok, mà nếu Trung Quốc có ấy tông mình bây giờ nữa hay là ủi mình bây giờ nữa, mình cũng còn sẽ không khai pháo. À, Hải quân Việt Nam sẽ không khai pháo mà mình không có đụng chạm. Rồi anh thấy không, cuối cùng nó cũng là con cọc giấy, nó cũng rút đi á. Tại vì tôi biết cái điều đó là không bao giờ, tại vì năm 79 xảy ra rồi, thằng Trung Quốc nó đã hiểu rồi. Như là hồi nãy ấy trình bày á, là không bao giờ mà cái quốc gia nào có thể đô hộ mà cái người dân ở tại đó họ không đồng ý. Không bao giờ làm được cái chuyện đó hết á. Mà Việt Nam, lịch sử của Việt Nam với lại lịch sử của Tàu á, là có bao nhiêu lần đã Tàu nó đã qua nó xâm chiếm mình rồi, chứ đâu phải đây là lần đầu tiên đâu. Vì vậy nó cái câu chuyện đó là người Tàu người ta hiểu cái chuyện đó rồi, mà bây giờ họ chỉ dùng về vấn đề kinh tế mà thôi. Là lâu lâu không, nó vướng mắc cái chuyện gì, nó đóng cửa biên giới. Nó làm những cái chuyện đó là để vấn đề kinh tế thôi. Chứ còn vấn đề chính trị á, chính trị là lúc nào nó cũng hăm dọa mình á, nó làm đủ thứ chuyện đó. Thì mấy người cờ vàng bên này cái nói mấy chúng chửi là Trung Cộng, Trung Quốc Cộng sản đó, là Trung Cộng á, thì nó như thế, Cộng sản nó như thế. Nhưng mà em thì em vẫn luôn nói là như thế này, Trung Quốc thì đó là cái bản chất nó từ bao nhiêu đời nay. Thí dụ như ngày mai á, nó đổi xác đó, nó bắt cáo nó không phải là Cộng sản đâu mà nó là Cộng hành Cộng hòa hay là tư bản chủ nghĩa, thì nó vẫn tiếp tục làm như thế thôi, nó không khác gì hết. Nó là một nó kể là nước lớn. Bây giờ hỏi rằng cái đúng Trung Quốc nhưng mà là một nước lớn à, thì lúc nào nó cũng phải đi, nó cũng phải đi tìm cái thị trường để nó xâm lấn đó, nó làm đủ mọi cách gì để chính trị. Không nhưng mà những người cờ vàng bên này họ ưa đổ thừa là tại vì nó là cộng sản cho nên nó mới xâm lấn như thế. Mấy người đúng không? Đúng không anh Cầm? Cái gì nó đúng rồi, cái gì mà đi ghét là nó ghét vô cái tiểu có đúng em đó. Thì kể cả binh mũ, cái gì cũng chụp mũ là cộng sản á. Đúng rồi. Vậy thôi, nhưng mà cái vấn đề rằng á là ngày hôm nay người ta đã biết cái chuyện đó rồi, ngày xưa nó còn bưng bít. Ví dụ những cái câu chuyện họ bưng bít đó, mình không có gọi là thông tin. Còn bây giờ một năm bao nhiêu triệu người đi về Việt Nam thăm Việt Nam rồi. Bây giờ ngồi đây nói chuyện bắt cầm bắt đang ở Việt Nam làm sao nó dốc được. Nhưng mà vẫn có nói dốc mỗi ngày đó anh, để em chia sẻ một câu chuyện này các anh thì suy nghĩ như thế nào nha. Ok. Thì em có một người bạn, cô ta trẻ tuổi thôi. Thì cô ta nói là cô ta có một người ông anh họ ở bên Việt Nam mới vào Đảng. Đây là câu chuyện cách đây lâu rồi chứ không phải mới đây, nhưng mà khi mà ông vào Đảng có nghĩa là đảng viên cộng sản á. Thì ông có ba của cô ta ở bên này có nói, gọi phone về nói chuyện chơi với ông, thì ông nói chứ thưa cậu, con bây giờ con không thể nói chuyện giữa cậu nữa, lại con mới vào đảng. Thì em nghe cái này em thấy nó vô lý không, tại vì em không phải binh cộng sản Việt Nam hay là cái gì hết, nhưng mà em nghe nó cũng vô lý là tại vì người bình thường không ai nói câu đó, tại sao tự nhiên mình vào đảng, tự nhiên cái mình ra mình tuyên bố lại người thân trong gia đình mình là mình không thể nói chuyện được cái cậu nữa, tại ngày xưa cậu là cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ con không nói chuyện nữa. Cái đó anh tào tình, lao bây giờ em hỏi các anh cứ tin tao tào lao làm gì có chuyện đó, nhưng mà bởi có những người bị mù mắt có nghĩa là họ nghe, có nghĩa là vẫn nghe người ta cho đó là đúng, nhưng mà thực chất tào lao. Tao về Việt Nam này đủ, tao toàn chơi đảng viên mà đảng ăn nhậu đảng đảng gì tao cũng chơi người ta cũng là cho con cha người gì thôi, người đó khó, người ta cũng là con người nhưng thôi, cái làm mình gì vô có đảng đảng viên viên cái mình không nói chuyện đảng, trời ơi khổ. Tại vì không có chuyện gì ai được à, không có chuyện gì người thân được. Ngày xưa là Nguyễn Chuyện Tàu lắm quyền, quên lộn, gọi là gì đó, không nói chuyện Cầm nữa. Chuyện đúng Tàu lao. Bởi tôi thiệt là bởi nhiều người mà bị kém. Em không biết là, em không biết ở Cali như thế nào, nhưng mà em thấy ở cái vùng em ở, em liên tục nghe những cái điều vô lý. Em ở cũng nào vậy em? Em ở trên thủ đô DC thôi. Không, Nhà Trắng, không, Nhà không, Trắng, không ở Nhà Trắng, không ở gần trong Nhà DC, Trắng. Mình ở ngoài ô, mình ở Maryland. Em ở Maryland như gì? Dạ, mình Maryland. Em ở anh Rockville. Nói, anh nói, ở đâu? Rockville, Maryland. Ok, Rockville. Bây giờ anh nói cho em nghe này nè. Ok, bây giờ đó, họ không có gì khác hết.
Bây giờ hỏi rằng là những người hòa đạo Việt Nam Cộng Hòa giờ họ có gì? Họ đâu có gì khác ngoại trừ cái lá cờ vàng, họ trừ cái chủ nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Mà cái lá cờ vàng, tôi cũng đã nói từng đó với anh Đức Hoài, cái lá cờ vàng nó đã khai nhưng tử mà, rồi. Nhưng mà nó nói khai tử mà ở đây á. Bây giờ nè, ok, nó khai tử rồi, vì vậy nên nó lập ra cái là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa. Anh thấy không? Chứ bây giờ nó đâu nói là Việt Nam Cộng Hòa nữa, là tại vì Việt Nam Cộng Hòa mấy ổng già mẹ nó chết hết rồi. Thì bây giờ nó là khai rồi, bởi vậy hậu vệ, nó là hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa. Mà như có nhiều đứa là đẻ bên Mỹ này nữa. Nó hỏi anh là hậu vệ cái gì mà đâu có biết gì về Việt Nam Cộng Hòa đâu. Hậu vệ cái gì? Biết lúc mà mình đi lính thì chắc là nó còn nằm trong ống quyển nó chưa ra. Ủa sao bị vang có đâu có đó rồi đó. Không có gì đâu, có nhiều khi cái sống á khổ vậy. nhưng mà cái điều mà là Việt Nam Cộng Hòa, ví dụ bây giờ đệ nhất Cộng Hòa thì đệ nhị Cộng Hòa khai tử đệ nhất Cộng Hòa rồi, thì làm sao mà những cái ông mà đệ nhất Cộng Hòa ông nói gì được nữa. Bây giờ ông đã bị khai tử rồi, ông đã bị gọi là đệ nhị Cộng Hòa khai tử rồi, hoặc là chính ổng là đi khai tử đệ nhất Cộng Hòa, thấy không? Bây giờ hỏi là cái ông mà thờ ông Nguyễn Văn Thiệu, ok, lại đi là làm tượng đài gọi là chí sĩ Ngô Đình Diệm, thì anh nghĩ là chuyện nó thấy là một cái chuyện gọi là anh đi giết chuyện ông kia, chuyện anh người. Là người đi giết ông kia, mà lại đi bây giờ anh lại đi gọi là lập tượng đài kỷ niệm tưởng niệm ông kia, thì tôi nói là đó là quá khôi hài đi. Chính xác, tại vì họ nói chung chính xác thì đã nói là đây là đó, dốt lịch sử, nó dốt lịch sử được là tại vì nó không biết chứ không phải nó dốt, cái thằng đó là nó không chịu đọc. Trời, không biết nha, không biết thì không học, mà không học là dốt, càng cãi nữa cha. Không phải có những thằng đó, tôi nói cho anh nghe là nó đẻ ở bên này, nó đẻ ở bên Mỹ, nó hậu vệ, nó đẻ ở bên Mỹ này nè, ok, nó bập bẹ thì nó biết cái gì về Việt Nam, về nước Việt Nam, nó còn biết con đường đó ở đâu mà nó lên như thánh vậy. Nhưng mà nó vẫn bây giờ mà. nó không có gì hết. Bây giờ tôi hỏi rồi, cuối tuần nó có việc gì làm không? Không có việc gì làm hết, là tổ chức đem cái cờ vàng ra để làm, chỉ vậy thôi. Chuyện rỗi hơi, chuyện bên bàn cà phê, mà chuyện tào lao. Anh cầm cho cái người nào lên đi, em xuống. Ok, thì còn gì? Anh cho người nào lên đi, em xuống. Rồi, ok, xuống đi. Ok, bye anh Đức, anh cầm nha. Có ai gửi yêu cầu đâu đó, việc right kìa. Rồi, ok. Rồi. Việc right lên chơi không mày? Ai vậy? Việt Rai thằng này cũng nghe anh chân cháu nó, ở bên nó Mỹ, ở thành phố nào? Nó làm như ở Houston phải ta? Không phải, nó biết quên mẹ tên rồi, nó nói mình không có nhớ. Đúng rồi, nó cố tình làm vậy để gom tiền, cũng ủng hộ gom tiền không phải. Các cái đi bán, giúp nó đi bán đó, chỉ vậy thôi, kia có tiền. Ok, nó đi bán dấu hiệu, nó đủ đi thứ. Bán cờ, nó đi bán. Đó. Bán cờ, đủ thứ. Nó có đâu làm được, mẹ gì đâu. Bởi là cái chuyện đó, tôi tánh tôi đọc cọc cằn lắm. Mấy cái thứ hạng người đó là tôi không có thèm nói chuyện. Trừ trường hợp khi nào anh tranh luận mà có lý lẽ, anh đi hiểu biết về lịch sử, anh hiểu về vấn đề tường tận. Có mẹ tôi tham chiến, rồi mình ở sống nó biết bao nhiêu chế độ. Mà nó ngồi nó như thánh vậy. Rồi bữa nó còn một cái thằng đó, nó còn nói một cái thằng nó còn vui lắm kìa. Mày có biết không? Đồ má, tiền Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đi thế giới xài được hết á. Mà mẹ mày đủ má. Ngồi ta cười. Đồ má. Nói chuyện như thiệt luôn á. Đồ mà dưới ta, ở dưới nguyên cái đám là lâu la. Quang hô, quang hô. Trời sướng không? Đồ má nghe mày buồn cười chứ. Tiền Việt Nam Cộng Hòa. Trời đất ơi. Nó là mới giấy lộn. Được bảo vệ bởi cái tiền đồng đô của Mỹ. Với điều kiện đến nỗi lạm phát đến nỗi mà thằng Mỹ không dám đem tiền của nó qua xài luôn, phải phát hành cái đồng đô la đỏ, anh nhớ không Đức? Mà đủ mà nó dám nói đồng hồ tiền với một quà ngon lắm, đi đâu cũng xài trên trời, bất cả châu Âu thế giới xài, má mẹ đủ má nó thiệt, đủ mà tôi muốn chửi.
nghe nghe nó là bực đủ rồi. Ok, thiệt lai nó cũng khá dài rồi mà thực ra mình nghĩ tới okay. Đây vừa ra rồi. Đức à, ok tôi nói rồi, về okay. Ra chim rồi à, không cuối lai chửi này cái rồi. Ê đủ mẹ mày nhiều Nguyễn Tất Lạc mà nói chuyện với tao nè. Nguyễn Tất Lạc ok ok chào mọi người. Ừ, tại vì có những cái mà đưa ra những cái lời mà nhục mạ của bác Hồ, Hồ Chủ tịch á, thì người dân trong nước rất là bức xúc đó. Thế thôi, tôi chỉ vậy thôi, còn mà tôi chỉ nói anh cái điều là mình nói chuyện như một cái thằng ở đàng hoàng. Tôi đồng ý anh phản biện khác chính kiến ok, nhưng mà trình độ kiến thức anh tèm tệ thấp hơn tôi xem cũng được. Ấy đủ mẹ tao 10 mày có 1 thì đủ mày đánh nó con mẹ gì, cái lên nó làm gì, tấn tôi là vậy đó, tôi bóp không thèm nói chuyện mấy đó, không có sức. Ok, okay. Chào rồi. Đức, chào tất cả mọi người rồi.